chương 381, Thế cục đại trấn 2. Quốc quân khẽ thở dài, như thế nói đến, không thể động dương chiêu này, thượng quan dực cúi đầu nói, hạ thần chỉ là nói một ít thiển kiến, định đoạt như thế nào, còn phải do bệ hạ thánh đoạn. Chỉ cần bệ hạ thánh đoạn, bất kể như thế nào, hạ thần sẽ nghiêm khắc chấp hành. Quốc quân đối với thái độ của thượng quan dực rất thỏa mãn, mặc kệ động dương chiêu hay không, thượng quan rực ngươi là người của ta, nhất định phải nghe lời ta. Thượng quan, căn cứ chẫm hiểu rõ, dương chiêu này ở Long Nha Vệ, danh tiếng cũng không coi là tốt có phải ngươi ủy quyền cho hắn quá nhiều hay không lần này mặc dù không động hắn cũng phải thu lại quyền hành trong tay hắn trong nội tâm thượng quan dực hơi động một chút dương chiêu chuyên quyền với tư cách long nha vệ phó tổng quản thứ hai quyền thế là quá lớn rồi xếp hàng thứ nhất phó tổng quản chu khuê đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng nếu như có thể mượn cơ hội này gọt một ít quyền lực của dương chiêu ngược lại cũng không phải chuyện xấu lập tức gật đầu nói, Dương Chiêu khống chế một ít quyền nhận đuổi, hoàn toàn chính xác thường xuyên có chuyện nhìn người không rõ. Hạ thần quyết định thu hồi một ít quyền hạn của hắn, để hắn đóng cửa suy nghĩ thoáng một phát. Ân, Dương Chiêu này có trưởng lão bảo thụ tông làm chỗ dựa, động là không thể động. Nhưng gọt một chút quyền hạn, cũng coi như cho trưởng lão bảo thụ tông ít mặt mũi. Vâng, bệ hạ anh Minh. Sau khi thượng quan rực rời đi, quốc quân bệ hạ vuốt chán, nhìn qua một đống lớn tấu trương, lại nhìn cũng không nhìn, những tấu chương này, hoặc là nói tốt thay Dương Chiêu, hoặc là vạch tội Dương Chiêu. Đã có ý kiến xử lý Dương Chiêu rồi, những tấu chương này căn bản không cần phải xem. Bệ hạ, Diệp Thái Phó, Diệp Lão Gia Tử Tiến Kiến. Thượng quan dực vừa rời đi không lâu, liền có nội thị đến bẩm báo, nói Diệp Trọng Lâu tới chơi. Cái gì? Lão nhân ra tới. Mau mời, mau mời. Diệp Trọng Lâu ở Thiên Quế Vương Quốc, đây chính là tồn tại cấp bậc đồ đằng. Coi như là đương kim quốc quân, ở trước mặt hắn cũng phải hành lễ vãn bối. Diệp trọng lâu dâu tóc bạc trắng, xài bước đi vào trong cung, theo phía sau là một nữ tử thanh sam, đúng là đan phi. Lão gia tử, ngài là thật lâu không có tiến cung rồi. Thật làm cho trẫm cảm thấy ngoài ý muốn. Thụ sủng nhược kinh a. Quốc quân bệ hạ nửa vui nửa thật, mời lão gia tử nhập tọa. Bệ hạ, lão phu vô sự không lên điện tam bảo, chỉ muốn hỏi chuyện dương chiêu kia, bệ hạ có tính toán gì không? Diệp lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. a lão gia tử từ trước đến nay không hỏi tục sự, lại chú ý việc này. Diệp trọng lâu cười nhạt một tiếng, lão phu muốn nghe ý định của bệ hạ. Quốc quân cười ha ha, ngữ khí khiêm cung. Nếu lão gia tử có gì chỉ giáo, trẫm nhất định rửa tai lắng nghe. Bệ hạ, lão phu không hỏi qua chính sự đã rất lâu rồi. Hôm nay phá lệ tới đây, đích thật là có một lời khuyên, cảnh báo cho bệ hạ. A, à, quốc quân khẽ động cười nói, xin lão gia tử chỉ điểm thời kỳ phi thường bệ hạ phải có dũng khí tráng sĩ chặt tay thái tử đã lập những thế lực lỗi thời kia nhất định sẽ trở thành lực cản cho thái tử đăng cơ nên diệt trừ phải diệt trừ địa vị thái tử bất ổn thế cục vương quốc sẽ bất ổn thế cục vương quốc bất ổn căn cơ giang sơn sẽ bất ổn diệp trọng lâu nói chuyện mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng thái độ lại rõ ràng là ủng hộ quốc quân bệ hạ diệt trừ thế lực dương chiêu tỏ thái độ bực này lại khiến quốc quân hơi chút ngoài ý muốn theo đạo lý mà nói lão gia tử luôn không hỏi qua chính sự như thế nào đột nhiên chạy tới cho hắn một ý kiến như vậy hơn nữa cái ý kiến này lại cùng cách nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược trong lúc nhất thời quốc quân bệ hạ có chút cứng lại không biết mở miệng như thế nào trên mặt diệp lão gia tử thủy chung mỉm cười thản nhiên thần sắc quốc quân bệ hạ khó xử lão gia tử cũng nhìn ở trong mắt bệ hạ lão phu chỉ là đề nghị đến cùng thao tác như thế nào còn phải do ngươi quyết định quốc quân bệ hạ hơi có chút xấu hổ hắn biết lão gia tử sẽ không vượt chính sự nhưng nhân vật như lão gia tử dù chỉ là đề nghị hắn cũng không thể phớt lờ lão gia tử dương chiêu này thật có chút làm sằng làm bậy chỉ là hắn có một muội muội dính vào thiết trưởng lão của bảo thụ tông trẫm biết giữ lại dương chiêu thủy chung là một tai họa ngầm nhưng mà muốn động dương chiêu muội phu ở bảo thụ tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a nói cho cùng thiên quế vương quốc là do bảo thụ tông bảo hộ cho dù là vương thất nếu như khiến bảo thụ tông bất mãn cũng có thể bị bảo thụ tông thay thế mất cho nên liên quan đến trưởng lão bảo thụ tông hắn làm quốc quân cũng không thể không thận trọng diệp trọng lâu cười nhạt một tiếng bảo thụ tông là bảo thụ tông dương chiêu là dương chiêu bảo thụ tông có rất nhiều cao tầng thiết trưởng lão cũng chỉ là một cái trong rất nhiều cao tầng mà thôi nói xong diệp trọng lâu cười ha ha đứng lên đối với đan phi nói tiểu đan đêm đã khuya chúng ta sẽ không quấy dày bệ hạ nghỉ ngơi đi thôi gặp lão gia tử muốn đi quốc quân bệ hạ cũng nao nao lão gia tử cái này bệ hạ thiên quế vương quốc khống chế ở trên tay ngươi phán đoán như thế nào quyết định như thế nào đều ở bệ hạ lão phu cho chỉ là ý kiến diệp trọng lâu nói xong tay áo bồng bềnh mang theo đan phi đi ra vương cung quốc quân bệ hạ nhíu mày vô cùng sâu lần này hắn thật sự khó xử rồi mặc dù lão gia tử không có gây bất luận áp lực gì một mực hòa hòa khí khí nhưng lão gia tử thân phận gì đã đến cảnh giới như hắn coi như là một đề nghị khẳng định cũng bao hàm thâm ý lão gia tử hiển nhiên là chủ trương tiêu diệt dương chiêu diệt trừ u ác tính của vương đô thế nhưng mà sau lưng dương chiêu có trưởng lão bảo thụ tông tuy trưởng lão chỉ là một trong rất nhiều cao tầng của bảo thụ tông nhưng quốc quân bệ hạ cũng không muốn đắc tội trưởng lão bảo thụ tông dù sao tuy những trưởng lão này chưa chắc sẽ giúp hắn nhưng nếu như đắc tội muốn gõ vương thất bọn hắn kia là rất dễ dàng cách cũng rất nhiều một mặt là hộ quốc linh vương lão gia tử một mặt là trưởng lão bảo thụ tông quốc quân bệ hạ hoàn toàn chính xác rất khó khăn hắn biết rõ luận thực lực luận tư cách diệp trọng lâu lão gia tử so với trưởng lão bảo thụ tông chỉ hơn chớ không thấp nhưng mà trưởng lão bảo thụ tông trên danh nghĩa là một người nhưng sau lưng lại là bảo thụ tông thực lực diệp trọng lâu lão gia tử cao cường nhưng quan hệ cùng bảo thụ tông lại một mực mơ hồ không rõ Cùng bảo thụ tông như gần như xa Đến cùng quan hệ như thế nào Quốc quân bệ hạ cũng xem không hiểu mươi 382 Chỗ dựa sau lưng dương chiều Không đúng, nhiều năm như vậy Lão gia tử ít hỏi chính sự Sao hắn sẽ đột nhiên cố ý đến tìm chẫm Sự gia khác thường tất có yêu dị Hay lão gia tử có nguyên nhân gì khác Quốc quân cuối cùng là quốc quân Mạch suy nghĩ rất rộng Sau khi nghĩ tới đây Hắn lại suy nghĩ chân tướng sự tình một lần dương chiêu là bằng hữu của diệp đại là đối đầu của thái tử diệp dung chuyện này cuối cùng vẫn là ở trên người thái tử gần đây lão gia tử đánh giá diệp dung rất cao hẳn là lão gia tử muốn trải đường cho thái tử hay là nói còn có nguyên nhân gì khác ở sâu trong nội tâm quốc quân cũng không hy vọng sự tình thái tử xuất hiện biến cố gì nữa diệp dung làm thái tử hắn đã rất thỏa mãn hắn cũng biết dương chiêu tồn tại đối với thái tử mà nói là một uy hiếp tiềm ẩn Diệp Dung quật khởi quá đột nhiên, cũng rất nhanh. Trợ lực lớn nhất của hắn là Giang Trần. Chuyện lần này dây dẫn nổ cũng là bởi vì Giang Trần mà lên. Tựa hồ cả sự tình một mực đều có bóng dáng của Giang Trần. Không đúng, nghe nói lão gia tử cực kỳ coi trọng Giang Trần này, thậm chí có ý niệm thu Giang Trần làm thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ nói, lão gia tử tự mình đến tìm ta, nguyên nhân là vì Giang Trần, Quốc Quân có chút ngồi không yên? hắn phát hiện tựa hồ mình có chút không để mắt đến giang trần kia người trẻ tuổi từ đông phương vương quốc đến kia ngắn ngủn nửa năm thời gian vậy mà ở thiên quế vương quốc sinh ra sức ảnh hưởng lớn như thế hiện tại ngay cả diệp trọng lâu lão gia tử cũng tự mình ra mặt nói chuyện cho hắn chẳng lẽ nói ý tứ của diệp lão gia tử tầm quan trọng của giang trần so với dương chiêu còn cao hơn so với trưởng lão bảo thụ tông quan trọng hơn lúc quốc quân bệ hạ đang trầm tư lại có nội thị tới bẩm báo bệ hạ thái tử diệp dung ở bên ngoài cầu kiến thái tử để cho hắn tiến đến quốc quân đang có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn thái tử diệp dung đi vào cung kính hành lễ dung nhi mấy ngày nay náo có chút lớn a à. quốc quân bệ hạ vuốt chán mặt lộ vẻ mệt mỏi diệp dung vội nói phụ hoàng hải nhi một mực cẩn trọng an giữ bổn phận bất đắc dĩ thời cuộc bức bách có ít người đối với hải nhi chưa từ bỏ ý đồ lần này còn cấu kết sát thủ truy mệnh ám môn làm hại vương đô. Hôm nay hắn có thể động thủ với Giang Trần, ngày mai chưa hẳn không thể ra tay với Nhi Thần. Cử động lần này của Nhi Thần cũng là vì tự bảo vệ mình, vì đại cục thiên quế vương quốc tại yên ổn. Quốc quân cũng biết, việc này không trách được Diệp Dung. Dung Nhi, việc này ngươi ý định kết thúc như thế nào? Diệp Dung nhìn quốc quân, trầm ngâm một lát, lấy hết dũng khí nói, phụ hoàng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ rất khó từ bỏ ý đồ. Nếu như lần này cũng không trị được Dương Chiêu, vậy không thể nghi ngờ là nói cho toàn bộ thiên quế vương quốc dương chiêu là không động được như thế kéo dài khí diễm của dương chiêu tất sẽ càng thêm hung hăng càn quấy thể diện của vương thất sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng phụ tử tầm đó lúc này cũng không có gì không thể nói huống chi dù sao bọn hắn cũng là phụ tử đều đại biểu cho lợi ích vương thất lúc này càng nên thẳng thắn tương đối quốc quân đối với diệp dung tỏ thái độ cũng không có gì không vui nhẹ gật đầu lại nói dung nhi dương chiêu kia không phải là không thể động nhưng mà ngươi cũng biết sau lưng dương chiêu có một trưởng lão bảo thụ tông một khi động dương chiêu trưởng lão bảo thụ tông tất sẽ giận dữ thậm chí chúng ta còn chưa có động dương chiêu trưởng lão bảo thụ tông kia cũng đã ra mặt diệp dung cũng biết đó là một vấn đề nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác phụ hoàng bảo thụ tông bảo hộ thiên quế vương quốc nhưng tông môn bọn hắn cũng có quy định cao tầng bảo thụ tông không được chen vào nội chính của thiên quế vương quốc nhất là dưới tình huống thiên quế vương quốc không có làm sai mặc dù là trưởng lão bảo thụ tông cũng không thể nhằm vào vương thất chúng ta nói thì nói như thế nhưng mà trưởng lão bảo thụ tông thật muốn không nói đạo lý vương thất chúng ta cũng phải kiêng kỵ ba phần phụ hoàng việc này là bởi vì nhi thần mà lên nhi thần nguyện một mình gánh chịu hậu quả dù thịt nát xương tan cũng phải vì vương thất ta diệt trừ u ác tính này thái độ của diệp dung phi thường kiên quyết hắn cũng biết nếu như lần này đánh không chết dương chiêu vậy về sau hắn càng không có cơ hội giết dương chiêu có tội chứng cũng không thể định tội về sau còn đả kích dương chiêu thế nào cho nên đầu óc của diệp dung rất rõ ràng lần này hắn và dương chiêu mặc dù không có chính diện giao phong nhưng lại là cục diện không chết không thôi dương chiêu không ngã thế tất hội vận dụng hết thảy lực lượng cho rơi đài hắn cái này thái tử dung nhi rất khó a à. Long Nha vệ đại tổng quản thượng quan Dực vừa ly khai, thái độ của hắn cũng là kiêng kỵ thiết trưởng lão Bảo Thụ Tông. Nếu như thái độ của thượng quan Dực không kiên quyết, như vậy ngươi muốn đối phó Dương Triều sẽ phi thường gian nan. Đây là lời nói thật, trừ khi quốc quân tự mình hạ lệnh. Nếu không, nhận mã mà thái tử Diệp Dung có thể điều động, căn bản không đủ để đối kháng Dương Triều. Điền Thiệu cố nhiên là trung thành và tận tâm, nhưng hắn chỉ là đô thống một quân. Toàn bộ Long Nha vệ có 10 quân, không có đại long nha lệnh của thượng quan dực căn bản không cách nào điều động toàn bộ long nha vệ nói sau dương chiêu là long nha vệ phó tổng quản quyền cao chức trọng điều động long nha vệ đi đối phó dương chiêu hiển nhiên không dễ dàng hôm nay cục diện này muốn động dương chiêu nhất định phải có quốc quân tự mình hạ lệnh để thượng quan dực đi chấp hành bằng không mà nói dù diệp dung là thái tử cũng không thể được phụ hoàng đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn ngược một khi dương chiêu chỉ hoãn qua cơn tức này bước tiếp theo tất sẽ nhằm vào nhi thần hắn chỉ là một long nha vệ phó tổng quản nếu có thể thao túng phế lập vị trí thái tử đối với vương thất mà nói không thể không nói là một bi kịch lúc này diệp dung đến cũng không che giấu cái gì dung nhi đứng ở góc độ của phụ hoàng là nguyện ý ủng hộ ngươi nhưng mà việc này khiên một phát mà động toàn thân cái lệnh này phụ hoàng không dễ dàng hạ xuống ta cho ngươi một chủ ý ngươi có thể đi hỏi ý kiến của diệp thái phó một chút Hắn vừa mới từ chỗ ta ly khai, hắn cho ta đề nghị là thanh lý Dương Chiêu. Nếu như ngươi có thể được lão gia tử ủng hộ, phụ hoàng sẽ nguyện ý giúp ngươi một tay. Thân làm quốc quân, cũng là bi ai. ở thời khắc mấu chốt, còn phải chú ý cân đối. Mặc dù muốn giúp con của mình, cũng không thể không cân nhắc các phương diện cân đối. Lão gia tử, Diệp Dung khẽ giật mình. Quốc quân nhẹ gật đầu. Dung Nhi, hôm nay cái cục diện này, lão gia tử là cửa đột phá duy nhất nếu có thể được lão gia tử lên tiếng, động Dương Chiêu vẫn là có hy vọng. Chương 383, thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công một. Diệp Dung trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, đối với thái độ của phụ hoàng, hắn cũng có thể hiểu được. Vua của một nước, làm bất luận quyết định gì, đều phải cân nhắc các phương diện cân đối. Ly khai hoàng cung, Diệp Dung vốn định đi bái phỏng lão gia tử, nhưng ngẫm lại đêm đã khuya, nên quyết định ngày hôm sau lại đi. Cùng lúc đó, trong giang phủ, Giang Trần tra xét thương thế của Tiết Đồng. Bên cạnh những thân vệ kia, mỗi một người đều là vẻ mặt khẩn trương. Hừ, thủ đoạn của truy mệnh ám môn, ngược lại rất cao siêu. Bất quá chút cấm chế ấy, lại không làm khó được ta. Giang Trần kiểm tra một phen, mới nói. Tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ không có chuyện gì nữa. Một ít nội thương ngoại thương, có đan dược trị liệu. Còn cấm chế, là huyết tam làm, ngược lại rất xảo diệu. Bất quá ở trong mắt Giang Trần, cũng không quá đáng là đồ chơi cho con nít nghe giang trần nói tiết đồng không có việc gì những thân vệ kia mới yên lòng thiếu chủ chúng ta ra ngoài tuần tra thoáng một phát giang trần khoát tay chặn lại không cần tuần tra đều đi nghỉ ngơi đi thế nhưng mà dương chiều kia chết cháu ngoại trai chỉ sợ giang trần cười nhạt một tiếng ta là sợ bọn họ không đến dáng tươi cười của giang trần để cho những thân vệ kia có một loại cảm giác cao thâm mặt chắc chỉ là cũng không phải giang trần nói mạnh miệng giờ phút này hắn đã ở dưới mặt đất bốn phía giang phủ bố trí không dưới trăm vạn phệ kim thử, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, vô số phệ kim thử sẽ như thủy triều chui ra, gặm người đánh lén thành bột phấn. Lại để cho Giang Trần thất vọng là, Dương Chiêu không có phái người đến. Một đêm đi qua, Giang Trần dậy thật sớm. Hắn biết rõ, hôm nay, nhất định sẽ không bình tĩnh. Dương Chiêu có thể rơi đài hay không, là xem kết quả song phương đánh cờ hôm nay. Nếu như Thái tử Diệp Dung không thể vạn ngã Dương Chiêu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến không nói trước hắn đã giết luật vô kỵ, nếu như Dương Chiêu không chết, tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Chỉ là ân oán trước kia, Giang Trần cũng không có khả năng cho phép Dương Chiêu tiếp tục hung hăng cản quấy. Thiếu chủ, Điền Thiệu Điền Đô thống đến. Mới sáng sớm, Điền Thiệu đã tới, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói, mời hắn vào. Cảm xúc của Điền Thiệu có chút xa sút biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Điền huynh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm gì giàu dĩ không vui như vậy giang trần cười an ủi lúc này đây điền thiệu thật là khổ cực hơn nữa cũng gánh chịu phong hiểm cùng áp lực rất lớn dù sao điền thiệu là đô thống long nhà vệ trên danh nghĩa vẫn là thủ hạ của dương chiêu muốn hắn đối phó dương chiêu đây tuyệt đối là một lần đánh bạc thua liền bồi tánh mạng cả nhà trần thiếu hiện tại lực cản rất lớn đêm qua thái tử đi bái kiến quốc quân quốc quân cũng không hạ được quyết tâm nói vậy muốn động dương chiêu là không thể nào ai ai bảo dương chiêu có một người muội muội dính vào thiết trưởng lão của bảo thụ tông chứ vương thất ở trước mặt cao tầng của bảo thụ tông vẫn là khó tránh khỏi kiêng kỵ mặc dù thái tử có phách lực nhưng hắn vừa được lập làm thái tử căn cơ không đủ không cách nào nắm giữ thời cuộc điền thiệu rất phiền muộn rõ ràng lấy được chứng cứ phạm tội trực tiếp lại không thể định tội dương chiêu đây không thể nghi ngờ là sự tình rất phiền muộn giang trần thấy điền thiệu giàu dĩ không vui Vỗ vỗ bả vai Điền Thiệu nói, "Điền huynh, ta và ngươi kết giao, coi như là trong hoạn nạn gặp chân tình. Ta ở chỗ này cho ngươi một cam đoan, mặc kệ lần này kết quả như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, tuyệt đối không." Kỳ thật Điền Thiệu cũng không có ý tư tố khổ, chỉ là thật tâm coi Giang Trần là huynh đệ, muốn đến tìm Giang Trần biểu đạt nội tâm phiền muộn thoáng một phát. Thấy Giang Trần thân thiết như thế, còn nói ra lời ấm lòng tim phổi, mặc kệ là thật hay giả, cũng khiến Điền Thiệu cảm thấy toàn thân kích động, trong lòng ấm áp. Bất quá, Giang Trần nói, lại không khỏi cho Điền Thiệu một ít tin tưởng. Từ khi biết Giang Trần, các loại sự tình trước đó thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể tưởng được, lại một lần một lần trình diễn ở trên người Giang Trần. Nói kỳ tích cũng tốt, nói Giang Trần ẩn giấu thực lực cũng tốt, nói tóm lại, mỗi một lần, tựa hồ Giang Trần đều không để cho người thất vọng. Hôm nay, Giang Trần cho ra loại hứa hẹn này, trong nội tâm Điền Thiệu, ý niệm đầu tiên là tín nhiệm. Đúng rồi, Điền huynh, người mới vừa nói Thiết trưởng lão chẳng lẽ là thiết trưởng lão lần trước uy hiếp ta được xưng muốn đại biểu bảo thụ tông phong sát ta kia đúng chuyện này ta cũng nghe thái tử điện hạ nhắc qua chính là thiết trưởng lão này điền thiệu nhẹ gật đầu thở dài thiết trưởng lão này chỉ là tân tấn trưởng lão ngược lại không đáng sợ thế nào đáng sợ chính là hắn còn có một lão ba là trưởng lão thâm niên của bảo thụ tông hôm nay còn đứng hàng tứ đại thái thượng trưởng lão quyền lực địa vị có thể so với tông chủ bảo thụ tông giang trần xứng sở lập tức nhịn không được cười lên trách không được thiết trưởng lão kia cuồng ngạo khẩu khí lớn như vậy nguyên lai còn có một lão ba ngư bức khó trách dám dương oai ở trước mặt diệp lão gia tử nói như vậy thiết trưởng lão kia càn rỡ cũng có tiền vốn càn rỡ nha điền thiệu thấy giang trần chẳng những không có cảm giác khẩn trương gì ngược lại cười cười nói nói trong nội tâm không thể không bội phục giang trần chấn định thử hỏi một người ở thiên quế vương quốc cùng bảo thụ tông không có bất kỳ căn cơ Nghe nói đối đầu của mình có khả năng là trưởng lão bảo thụ tông, thậm chí là thái thượng trưởng lão, có thể bình tĩnh tự nhiên như thế, coi như trang bức cũng là rất giỏi. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị hù sắc mặt xám ngoét rồi. Trần Thiếu, giờ phút này thái tử điện hạ đã đi bái phòng Diệp lão gia tử. Trần Thiếu được lão gia tử coi trọng, lại giúp Đan phi tiểu thư. Ta cảm thấy, nếu Trần Thiếu thật có thể bái lão gia tử làm thầy, coi như là thiết trưởng lão kia, cũng không làm gì được Trần Thiếu giang trần cười nhạt một tiếng đứng ở trên góc độ của hắn bái lão gia tử làm thầy đó đương nhiên là lựa chọn lý tưởng chỉ là đứng ở trên góc độ của giang trần tuy diệp trọng lâu lão gia tử rất lợi hại nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để làm lão sư cho giang trần hắn đương nhiên những lời này giang trần không có cách nào nói ra điền huynh sự tình lão gia tử một lời khó nói hết hy vọng lần này thái tử đi bái kiến lão gia tử có thể được lão gia tử ủng hộ thời điểm nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Quách tiến mang theo một gã long nha vệ, rất nhanh đi đến. Tên long nha vệ kia nhìn thấy điền thiệu, vẻ mặt lo lắng, đô thống đại nhân, mấy. Đại đội trưởng quân thứ 6 của ta, ở tổng bộ long nha vệ, toàn bộ bị người giam. Hiện tại, long nha vệ quân thứ 3, quân thứ 7 đã được hiệu lệnh, muốn vây quanh giang phủ, truy nã giang trần thiếu ra. mươi 384, thế cục lại biến, dương chiêu phản công hai. Cái gì? Điền thiệu chấn động, thế cục biến hóa, cũng không tránh khỏi quá kinh người A, dù một thời ba khắc không động được Dương Chiêu, nhưng lúc này hắn cũng phải có đôi làm người A. Dương Chiêu này, dĩ nhiên dám ra tay phản kích, quân thứ ba, quân thứ bảy, đều là thế lực tâm phúc của Dương Chiêu. Nhất là quân thứ ba, chính đô thống là tân vô đạo, phó đô thống là luật vô kỵ. Quân thứ ba này từ trên xuống dưới, bởi vì luật vô kỵ chết, đối với Giang Trần có thể nói là thù sâu như biển. Hôm nay nhận được mệnh lệnh, nguyên một đám nhất định là nghiến răng nghiến lợi, không chết không ngớt. Đô thống đại nhân, ngài vẫn là lảng tránh một chút đi. Hiện tại, trong Long nhà vệ, rất nhiều người đều đứng ra, tuyên bố muốn truy cứu trách nhiệm của đô thống đại nhân ngài. Nói ngài. Nói cái gì? Mặt điền thiệu đen lên. Nói ngài ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết ngoại nhân, đối phó đồng liêu Long nhà vệ. Tên thuộc hạ kia ấp úng. Bọn họ đều ngậm máu phun người. Luật vô kỵ là tự mình muốn chết, chúng ta đều biết đến nhưng mà quân thứ ba cùng quân thứ bảy đều là người của Dương Phó Tổng Quản. Bọn hắn kêu gào cổ động, rất nhiều người đều mơ mơ màng màng. Điền thiệu tức đến xanh cả mặt, lật ngược phải trái, ngậm máu phun người. Long nhà vệ ta rơi vào trong tay những người này, quả nhiên là bi ai. Trần Thiếu, chuyện tới nước này, cho dù điền thiệu ta chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Bọn hắn muốn trị tội ta cũng tốt, muốn giết ta cũng được, ta thà chết chứ không khuất phục. Ta cũng không tin, thiên quế vương quốc này còn không có công lý, luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc chết không có gì đáng tiếc dù giết ta dóc xương lóc thịt ta điền thiệu ta vẫn nói luật vô kỵ chết chưa hết tội giang trần cười nhạt một tiếng phẳng phất hết thảy căn bản không có vượt qua dự liệu của hắn vỗ vỗ bả vai điền thiệu điền huynh an tâm một chút chớ vội trời của thiên quế vương quốc còn không có sụp xuống điền thiệu sững sờ nhịn không được nói trần thiếu một khi long nha vệ xuất động thế không thể đỡ những người này của ngươi, chỉ sợ không cách nào che chở ngươi Chu Toàn. Dùng cách nhìn của ta, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu không, ngươi dẫn người đi chỗ Thái phó đại nhân trốn thoáng một phát. Trốn thoáng một phát. Đúng, đúng, Thái tử điện hạ đang ở chỗ Thái phó đại nhân. Chỉ cần nói động Thái phó đại nhân, coi như là dương chiêu, cũng không dám dương oai. Điền Thiệu nóng này, hắn cảm thấy hôm nay cũng chỉ có Diệp Thái phó mới có thể giải quyết không có gì phải trốn. Trước kia ta không vạch mặt là muốn lưu một chút tình cảm cho Vương Thất, để cho Vương Thất đến xử lý Dương Chiêu. Miễn cho người ta nói Giang Trần ta đến Thiên Quế Vương quốc không bao lâu, liền là mưa làm gió. Hiện tại xem ra, tâm tư của ta là uổng phí rồi. Trần Thiếu, ngươi, Điền Thiệu nghe Giang Trần nói, tự hồ còn chuẩn bị đại náo, thế nhưng mà, đối mặt toàn bộ Long Nha vệ, đừng nói Giang Trần, coi như là thái tử điện hạ, cũng vô lực ngăn cản Điền huynh, ngươi không cần nói nữa đi, chúng ta tự mình đi tổng bộ Long Nha vệ một chuyến. Giang Trần đứng lên, huyết sáo, một con kim dực kiếm điểu rơi xuống trước mặt Giang Trần. Trần thiếu, ngươi không phải làm thật chứ? Bây giờ ngươi đi tổng bộ Long Nha vệ, không phải chui đầu vào lưới sao? Chui đầu vào lưới, ngữ khí của Giang Trần đạm. Mạc, Điền Huynh, ngươi cảm thấy ta là người không có lý trí như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cảm thấy trốn tránh, có thể trốn được sao? Vậy lúc này cũng không cần đi cứng đối cứng A. À điền thiệu gấp đến độ rậm chân cứng đối cứng giang trần cười cười điền huynh cuối cùng long nha vệ không phải dương chiêu làm chủ mà là thượng quan dực ngươi cảm thấy muốn trị tội ngươi là thượng quan dực sao ngươi cảm thấy quân thứ ba cùng quân thứ bảy là thượng quan dực điều khiển sao chẳng lẽ nói là dương chiêu nói nhảm nhất định là dương chiêu vận dụng tư quyền tiên hạ thủ vi cường chỉ cần giết ta và ngươi chết không có đối chứng như vậy thái tử muốn vạn ngã hắn liền không có bất kỳ khả năng. Dương chiêu này, chúng ta đã đánh giá thấp phách lực của hắn, cũng đánh giá thấp giã tính của hắn. Xem ra, người có chỗ dựa, quả nhiên sẽ càng cuồng. Đổi lại người bình thường, lúc này khẳng định thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Dương chiêu hắn, vậy mà trực tiếp phản công, điều này cũng cho ta có chút kinh hỉ. Điền thiệu không thừa nhận cũng không được, Giang Trần nói có chút đạo lý. Cũng hiểu được đi tìm thượng quan dực đại tổng quản nói tinh tường, là rất tất yếu. Nhưng mà, đi như vậy hắn vẫn cảm thấy cùng chui đầu vào lưới không có gì khác nhau điền huynh ngươi sợ cái gì giang trần thấy điền thiệu do do dự dự điền đô thống trong trí nhớ của ta cũng không phải người là lo trước lo sau a à, một câu nói kia trực tiếp kích phát ý chí chiến đấu của điền thiệu nhiệt huyết thoáng cái bị điểm đốt giang trần còn không sợ điền thiệu hắn sợ cái gì chết chứng chỉ lên trời bất tử vạn vạn năm lúc này là nam nhân nên nghênh khó mà lên biết rõ núi có hổ cũng sẽ không trùng bước tốt, Trần Thiếu, Điền Thiệu ta nhận thức ngươi, là đời này kiêu ngạo. Dù đầm rồng hang hổ, ta cũng đi với ngươi. Ha ha, Long nhà vệ to như vậy, có lẽ ta không phải đô thống cường đại nhất, nhưng ít ra muốn làm đô thống có gan nhất. Điền Thiệu cười ha ha, tâm tình thoáng cái rộng mở trong sáng, ý chí chiến đấu sụp sôi. Tốt, đây mới là Điền Thiệu ta nhận thức. Giang Trần cười cười, phân phó thuộc hạ, tất cả mọi người, đóng chặt môn hộ, không cần để ý ngoại giới khiêu khích, chờ ta trở lại, nếu như có địch nhân cũng không cần đối địch nếu bọn hắn dám trùng kích giang phủ một bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ giang trần phân phó xuống dưới gọi vài con kim dực kiếm điểu cùng điền thiệu cưỡi đi lao thẳng tới tổng bộ long nha vệ tâm tình điền thiệu kích động hắn căn bản không nghĩ đến người ổn trọng như điền thiệu hắn vậy mà sẽ có cử động xúc động như thế trong lúc nhất thời điền thiệu giống như về tới thời đại thiếu niên của mình tuổi trẻ khinh cuồng nhiệt huyết bành trướng dưới mắt chỉ có hai người bọn họ lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ. Loại hào hùng vạn trượng này, không phải là nhiệt huyết thiếu niên hắn đánh mất đã lâu sao? Đột nhiên, Điền Thiệu cảm thấy, dù rơi vào trong tay Dương Chiêu, kia cũng không uổng cuộc đời này rồi. Không bao lâu, Giang Trần cùng Điền Thiệu liền đến trên không tổng bộ Long Nha vệ. Long Nha vệ đại tổng quản thượng quan đại nhân ở đâu? Giang Trần bái kiến. Thanh âm của Giang Trần vang lên, như sấm sét giữa trời quang, rơi vào tổng bộ Long Nha vệ. Cái gì? Tổng bộ Long Nha vệ lập tức bạo động, Giang Trần, nhất là Dương Chiêu cùng tâm phúc của hắn, đang điểm tướng điểm binh, chuẩn bị lao tới Giang Phủ. Một mẻ hốt gọn Giang Phủ. mươi 385, lao thẳng tới Tổng bộ Long Nha Vệ một Đại quân còn chưa kịp xuất phát, Giang Trần đã chủ động đến Tổng bộ Long Nha Vệ. Còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Đại Tổng Quản Thượng Quan Dực. Giang Trần này, là ăn gan hùm mật gấu sao. Sắc mặt Dương Chiêu phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đô thống quân thứ ba Tân Vô Đạo. Còn có đô thống quân thứ bảy thích phụng tiên, hai người này đều là tâm phúc dương chiêu một tay dìu dắt tân vô đạo lập tức không người nói tổng quản đại nhân giang trần này là tự mình muốn chết thuộc hạ tự thân xuất mã bắt sống hắn xuống tùy ý tổng quản đại nhân xử trí thuộc hạ nguyện cùng tân đô thống sóng vai xuất lực dương chiêu rất hài lòng thái độ của tân vô đạo cùng thích phụng tiên gật gật đầu ngữ khí âm trầm mà kiên quyết phái thêm nhân thủ tốc chiến tốc thắng không nên nói nhảm với hắn trước cầm xuống nói sau vâng Tân vô đạo cùng thích phụng tiên bắt đầu kiểm kê nhân thủ. Không quá một lát, liền điểm ra 20 võ giả, đều là nửa bước tiên cảnh, thậm chí có bốn cái là tiên cảnh nhất trọng. Giết Giang Trần, bắt sống Điền Thiệu. Ánh mắt tân vô đạo đảo qua 20 tên võ giả này. Nhớ kỹ lời nói của ta chưa? Nhớ kỹ. Tốt, theo ta giết tiểu tặc Giang Trần, báo thù cho luật phó đô thống. Giết Giang Trần, báo thù cho luật phó đô thống. Tất cả võ giả, toàn bộ leo lên hoàng dực Nha Long, đằng đằng sát khí vọt tới tân vô đạo cùng thích phụng tiên thân là đô thống một quân có rực long càng cường đại hơn một ngựa đi đầu phóng tới không trung ánh mắt giang trần hơi híp lại nhìn qua tân vô đạo cùng thích phụng tiên đằng đằng sát khí nhào lên thượng quan đại tổng quản giang trần ta trước tới bái phòng ngươi là tiên lễ hậu binh là nể địa vị cùng thanh danh long nha vệ đại tổng quản của ngươi nếu ngươi làm như không thấy tùy ý những người này làm sằng làm bậy vậy hôm nay giang trần ta đành phải đắc tội một khi sự tình náo lớn trăng khuyết khó tròn, đại tổng quản chớ trách Giang Trần ta không lưu tình. Ngữ khí của Giang Trần âm trầm, trong tay đã nắm đại vũ cung. 20 người này, dùng tu vi của tân vô đạo cùng thích phụng tiên cao nhất, cũng không quá đáng là tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, tiếp cận tiên cảnh nhị trọng. Nhưng mà, trước khi Giang Trần đến thế giới mê cảnh, cũng đã đột phá đến tiên cảnh nhất trọng. Thông qua thế giới mê cảnh rèn luyện, lại nhận được rất nhiều kỳ ngộ, tu vi cùng sức chiến đấu, đều tăng lên trên phạm vi lớn, tuy còn không có đột phá đến tiên cảnh nhị trọng, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể quần với cường giả tiên cảnh tam trọng. Phải biết rằng, Giang Trần ở thế giới mê cảnh, cùng Ngân Nguyệt yêu viên giao chiến, đây chính là tồn tại có thể so với cường giả địa linh cảnh nhân loại. Mà địa linh cảnh nhân loại, chính là tồn tại từ tiên cảnh tứ trọng cất bước. Đại vũ cung trong tay, tên đã lên dây. Lòng Giang Trần yên tĩnh như nước, sát ý trào dâng. Mặc dù là ở tổng bộ Long Nha Vệ, mặc dù là đầm rồng hang hổ, Giang Trần cũng không sợ hãi. Cảnh cáo cuối cùng, đã phát ra, nếu như thượng quan dực không quan tâm, vậy thì đại biểu hắn ngầm đồng ý hành vi của Dương Chiêu, chẳng khác nào dung túng Dương Chiêu dương oai, cũng chẳng khác nào thượng quan dực hắn, đã trong lúc vô hình đứng ở bên Dương Chiêu, đứng ở mặt đối lập Thái tử Diệp Dung cùng với Giang Trần hắn. Nói trắng ra một điểm, cái kia chính là địch nhân. Là địch hay bạn, ở một ý niệm này. Giang Trần nhìn qua đám. Võ giả sông lên kia, thân ảnh càng lúc càng lớn, cách hắn càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng tiếp cận tầm bắn của hắn. Đại Vũ cung tên đã lên dây, tiếng lòng của Giang Trần, đồng dạng cũng đã lên dây. Chỉ một ý niệm, Đại Vũ cung sẽ mang theo sát ý vô tận của Giang Trần, bắn về phía bọn người Tân Vô Đạo. Giang Trần đã có quyết định, chỉ cần nhóm người này tiếp cận đến giới hạn của hắn, mà thượng quan dực như trước không có trả lời, vậy Giang Trần hắn liền đại khai sát giới. 100m, mét, 50m, mét, 30m. Mét. Con mắt của Giang Trần híp lại thành một khe nhỏ, ý niệm trong đầu cũng càng thêm kiên quyết, một cỗ sát ý ở trên mặt hắn tràn ra. Trong nội tâm Điền Thiệu đã khẩn trương, lại lo lắng, nhưng hắn cũng biết, sự tình đến một bước này, Điền Thiệu hắn đã không có đường lui. Hắn biết rõ, cử động lần này của Giang Trần là muốn ép Thượng quan Dực đại tổng quản tỏ thái độ, là muốn Thượng quan Dực đứng ra, là muốn thăm dò thái độ của Thượng quan Dực, phân rõ ai là địch, ai là bạn. Điền Thiệu cũng có thể hiểu được, nếu như thái độ của Thượng quan Dực thủy chung không rõ, hết thảy cử động bên Thái tử Diệp Dung đều sẽ chịu ảnh hưởng toàn bộ đại cục đấu tranh bên thái tử cũng sẽ lâm vào cục diện bất lợi cho nên cử động lần này của giang trần nhìn như lỗ mãng nhưng lại là cao chiêu làm cho thượng quan dực không thể không tỏ thái độ không thể không đứng ra công khai lập trường chỉ là chiêu này cũng cực kỳ mạo hiểm ở tổng bộ long nha vệ nháo sự nhìn chung lịch sử của thiên quế vương quốc này là rất điên cuồng căn bản không có người có đảm lượng như vậy giang trần hít sâu một hơi thở dài điền huynh xem ra, đại tổng quản các ngươi, thật đúng là để cho ta có chút thất vọng. Đã như vậy, vậy chuyện hôm nay, sẽ không cách nào thiện rồi. Động thủ đi. Giang Trần, ngươi giết phó đô thống Long Nha vệ ta, còn dám nghênh ngang đến tổng bộ Long Nha vệ kêu gào, ngươi là muốn chết. Hôm nay, tinh anh của Long Nha vệ ta, thể phải bảo vệ tôn nghiêm của Long Nha vệ, chém giết Giang Trần, rửa Long Nha vệ sỉ nhục. Giết Giang Trần, bảo vệ uy nghiêm của Long Nha vệ. Giết. Tiếng giết rung trời, hai mươi tên võ giả, ở dưới tân vô đạo cùng thích phụng tiên xuất lĩnh xông vào trong vòng tròn mà giang trần xác định phá tan điểm mấu chốt của hắn chết đi trong nội tâm giang trần hiện lên vô số sát niệm đại vũ cung trong tay muốn bắn ra chậm đã ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này trong hư không chuyển đến một tiếng quát như là xét đánh chấn thiên địa ầm ầm vô số hồi âm màng tai nguyên một đám điều ông ông tác hưởng thanh âm này uy nghiêm mạnh mẽ làm cho kim dực kiếm điều của giang trần cũng nhịn không được run lên toàn thân lạnh run. Mà rực long của đám người tân vô đạo cưỡi, cũng không khá hơn chút nào, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tôn sùng. Vậy mà lơ lửng giữa không trung, không dám nhúc nhích nửa phân. Đại tổng quản, là đại tổng quản. Điền thiệu cố gắng khống chế huyết khí trở mình, mặt lộ vẻ vui mừng, đại tổng quản ra mặt. Giang Trần cũng hơi có chút khiếp sợ, thanh âm này ẩn chứa uy áp, ở trong những người hắn nhận thức là gần với diệp lão gia tử nhất. Mặc dù là thiết trưởng lão của bảo thụ tông kia, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua chủ nhân của thanh âm này. Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên là Long Nha Vệ Đại Tổng Quản. Giang Trần phát hiện, mình ngược lại là có chút đánh giá thấp Long Nha Vệ. Không nghĩ tới, Long Nha Vệ Đại Tổng Quản, thậm chí có thực lực như V. Y. Trường 386, lao thẳng tới tổng bộ Long Nha Vệ 2. Thiên Quế Vương Quốc, không hồ là một trong bốn đại vương quốc của Liên minh 16 nước. Trong vương quốc, tàng long ngọa hổ, cường giả như mây, chỉ là giang trần tu luyện bàn thạch chi tâm càng cường đại dù cho đối mặt uy áp của đại tổng quản thượng quan dực cũng chỉ là tâm thần có chút rung động ngoài ra không có gì khác trong hư không một thân ảnh vạch phá thương khung một trung niên nam tử phong độ nhẹ nhàng cưỡi rực long kim sắc phá không mà lên người này tóc mai tầm đó có chút sưng bạch đôi mắt thâm thúy như rồng như hổ không mất uy nghiêm của thượng vị giả lại thêm vài phần nho nhã chi khí thuộc hạ điền thiệu tham kiến đại tổng quản ở trong Long Nha Vệ, đại tổng quản chính là tồn tại trí cao vô thượng. Tuy giờ phút này tình cảnh của Điền Thiệu có chút xấu hổ, nhưng quân nhân phục tùng lãnh đạo, vẫn để cho hắn đi lên hướng thượng quan dực hành lễ. Bọn người tân vô đạo cũng kịp phản ứng, nhao nhao tham kiến, thuộc hạ bái kiến đại tổng quản. Thượng quan dực biểu lộ lạnh nhạt, hai con ngươi như không có nửa phần nhuệ khí đảo qua những người này, nhưng lại không có nửa phần hỉ nộ ai ố. Giang Trần, ánh mắt của đại tổng quản, đứng ở trên mặt Giang Trần. Giang Trần từ trên mặt đại tổng quản, cũng nhìn không ra bất luận vấn đề lập trường gì đại tổng quản giang trần bái kiến giang trần không kiêu ngạo không tự ti nói giang trần bổn tọa nghe qua tên tuổi của ngươi cũng biết ngươi có chút bổn sự người trẻ tuổi có thể có tài hoa như ngươi vì sao không thu liễm một ít phong mang dùng tài hoa của ngươi nếu như thu liễm thoáng một phát chắc chắn tiền đồ vô lượng cần gì tranh khí phách nhất thời không thể không nói đại tổng quản vẫn rất có khí độ chỉ là lời nói này tuy khuyên giải lại ẩn ẩn cũng có ý gõ giang trần cười nhạt một tiếng dùng độ cao của đại tổng quản có lẽ cũng nhìn ra được từ khi ta đi vào thiên quế vương quốc chưa bao giờ chủ động gây ai ngược lại là loại người luật vô kỵ này hai ba lần khiêu khích ta muốn đưa ta vào chỗ chết ngay cả loại sự tình cấu kết ngoại tặc kia cũng làm ra được ta tới chính là muốn thỉnh giáo thoáng một phát dùng quyền uy của long nha vệ lại có thể dễ dàng tha thứ hành vi đại nghịch bất đạo như vậy sao nếu cấu kết ngoại tặc, nguy hại vương quốc an toàn cũng không bị trừng phạt, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió, như vậy thế nhân sẽ đối đãi Long Nha vệ như thế nào? Chẳng lẽ để cho vương quốc nghĩ rằng, Long Nha vệ cao cao tại thượng trong mắt của bọn họ, là địa phương tàng ô nạp cấu? Giang Trần đối mặt đại tổng quản uy nghiêm, lại không chút sợ hãi, chậm rãi nói, càng là trực chỉ Long Nha vệ bao che dương chiêu. Điền thiệu ở một bên, nghe lời này của Giang Trần, cũng âm thầm đổ mồ hôi. Trần Thiếu quả nhiên là Trần Thiếu, Đối mặt đại tổng quản cao cao tại thượng, cũng dám nói như vậy. Lời nói này, hiên ngang lẫm liệt, đem chân tướng nói rõ ràng, để cho đại tổng quản muốn lảng tránh cũng không có khả năng. Nếu như đại tổng quản lảng tránh, cái kia chính là lặng yên nhận thức Long nhà vệ cố tức dưỡng gian, lặng yên nhận thức hắn thân là đại tổng quản, cũng xử lý không được một phó tổng quản vi phạm pháp lệnh. Nếu như đại tổng quản đáp lại, như vậy hắn nhất định phải xử lý dương chiêu. Không thể không nói, những lời này của Giang Trần chẳng khác gì trực tiếp cho đại tổng quản một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hai mắt giống như ngôi. Sao của thượng quan dực có chút nhảy lên, hắn phát hiện, mình là đánh giá thấp Giang Trần miệng lưỡi lợi hại. Giang Trần, miệng phóng hoa sen ai không biết. Ngậm máu phun người ai không biết. Người nói luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc, có chứng cơ không? Luật vô kỵ là long nha vệ phó đô thống, tuần tra tới đó, chỉ là trùng hợp. Ai nghĩ đến các ngươi phát rồ, vậy mà vụ an luật vô kỵ, chụp mũ hán tư thông ngoại tặc không chỉ như thế, ngươi còn giết người diệt khẩu. nếu như ngươi không chuột dạ, ngươi giết người diệt khẩu làm gì? tân vô đạo là cái thứ nhất nhảy ra, cắn ngược lại một cái. đúng vậy, giết người diệt khẩu, cái này là chuột dạ. nếu như luật phó đô thống thật sự có tội, long nha vệ sẽ thẩm tra. lúc nào đến phiên ngươi tham gia nội vụ long nha vệ ta. nói sau, dù luật vô kỵ có tội, hắn cũng có cơ hội tự biện a. À. ngươi giết người diệt khẩu, người chết sẽ không mở miệng, còn không phải tùy ý ngươi nói như thế nào sao? ngươi giết luật vô kỵ trước, phỉ báng dương phó tổng quản sau. Đây quả thực là khiêu khích Long Nha vệ ta, Giang Trần, hôm nay không giết ngươi, làm sao dẹp loạn phẫn nộ của Long Nha vệ? Như thế nào bảo vệ quyền uy của Long Nha vệ ta? Thích Phụng Tiên cũng hiên ngang lẫm liệt vu cáo Giang Trần. Tân vô đạo tiếp tục phối hợp, đối với thượng quan dực nói, đại tổng quản, Giang Trần này, mấy lần coi rẻ Long Nha vệ ta, hôm nay còn giết đồ thống Long Nha vệ, phỉ báng danh dự Long Nha vệ tổng quản, tặc này không chết mặt mũi của long nha vệ sẽ không còn sót lại chút gì thuộc hạ khắp huyết thỉnh chiến nguyện liều tánh mạng chém giết tặc này đại tổng quản thuộc hạ thỉnh chiến thích phụng tiên cũng kêu lên thuộc hạ thỉnh chiến hai mươi tên võ giả khác cũng nhào nhào quát lên song phương bên nào cũng cho là mình phải không ngừng kích phát mâu thuẫn kỳ thật để cho trong nội tâm thượng quan dực có chút lo lắng song phương ngươi tới ta đi là buộc hắn tỏ thái độ a hôm nay loại thế cục này hắn làm đại tổng quản như thế nào buông tay không để ý tới, thế tất sẽ thành một thiên đại chê cười. Thế nhưng mà, giờ khắc này, muốn làm ra lựa chọn, thật sự rất khó. Hạ lệnh chém giết Giang Trần, cái kia liền ý nghĩa, thượng quan dực hắn bảo hộ Dương Chiêu, triệt để đứng ở mặt đối lập với thái tử. Ở chỗ quốc quân bệ hạ, hắn không thể bàn giao. Nếu hạ lệnh tra rõ Dương Chiêu, thế tất sẽ đắc tội bảo thụ tông, quốc quân bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này phát sinh từ sâu trong nội tâm, Thượng Quan Dực là muốn gọt sạch quyền lực của Dương Chiêu. Thế nhưng mà hắn cũng biết, mệnh lệnh này, không dễ hạ a. À. Một khi hạ đạt, liền ý nghĩa phải tẩy trừ Dương Chiêu, tẩy trừ vây cánh của Dương Chiêu, trong lòng nhà vệ, thế tất nguyên khí đại thương. Đại tổng quản, luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc, chứng cớ vô cùng xác thực. Sát thủ truy mệnh ám môn, còn có người bị hại tiết đồng, có thể chứng minh điểm này. Điền thiệu xem thời cơ, cũng liều lĩnh, hướng thượng quan dực giải thích ánh mắt giang trần thâm thúy, nhìn qua thượng quan dực, nhìn qua đại tổng quản Long Nha Vệ quyền nghiêng cả nước. Thần tình lạnh nhạt, phảng phất đặt mình trên không tổng bộ Long Nha Vệ, cũng không có bất kỳ áp lực gì. Thượng quan dực còn chưa nói, hư không lại truyền tới một hồi thanh âm chiêm chiếp, hai đạo quang mang vạch phá thương khung, từ xa phi tốc phóng tới. Hư không có một giọng nữ thét to, ai giết cháu ngoại trai luật vô kỵ của ta. Thượng quan dực, người thân là Long Nha Vệ. Đại tổng quản, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không bảo hộ được ngươi làm Long nha vệ đại tổng quản, ta xem là nên chấm dứt a. Chương 387. Hừ, Long nha vệ thân là thế lực đệ nhất của Thiên Quế Vương quốc, lại bị một tiểu tử từ bên ngoài đến làm sức đầu mẻ chán như vậy. Thượng quan đại tổng quản, người cái lão đại này, làm quá mất mặt a. thanh âm thứ hai, Giang Trần lại không xa lạ gì. Lúc trước ly khai thế giới mê cảnh, ở trước sơn môn bảo thụ tông, chủ nhân của thanh âm này, từng uy hiếp qua Giang Trần, luôn mồm muốn phong sát Giang Trần, để cho giang trần vĩnh viễn không vào được bảo thụ tông thiết trưởng lão giang trần nghe được thanh âm này trong nội tâm thầm than nên đến đúng là đến rồi thiết trưởng lão này đến chỉ sợ thế cục cân đối sẽ bị phá vỡ nhất là thái độ của thiết trưởng lão còn mạnh mẽ như thế hiển nhiên ngay cả thượng quan dực đại tổng quản cũng không có để vào mắt hai bóng dáng lao tới rơi xuống phía trước thượng quan dực một người trong đó áo bò xanh mặt trầm như nước đúng là thiết trưởng lão ban đầu ở trước sơn môn bảo thụ tông công bố muốn phong sát Giang Trần. Một nữ tử khác thì diễm như đào lý, lớn lên có chút vũ mị, dáng người có lồi có lõm, mặt mày tầm đó, mang theo một loại phong tình tự nhiên. Diện mục của nàng cùng luật vô kỵ có vài phần tương tự. Trong nội tâm Giang Trần suy đoán, người này có lẽ là muội muội của Dương Chiêu. Mẫu thân của luật vô kỵ là tỷ tỷ của Dương Chiêu, mà nữ nhân này lại là muội muội của Dương Chiêu. Như thế nói đến, nữ nhân này là muội muội của mẫu thân luật vô kỵ, là tiểu di của hắn trên mặt nữ nhân này tràn ngập thị sủng mà kiêu hung hăng càn quấy chỉ vào giang trần ngữ khí ngạo mạn thiết ca tiểu tử này là tên súc sinh giang trần kia thiết trưởng lão đối với giang trần là không xa lạ gì nhớ ngày đó ở trước sơn môn bảo thụ tông trong mắt thiết trưởng lão phun ra hỏa diễm cừu hận khóe miệng tràn ra một dáng tươi cười âm tàn cái biểu lộ kia hiển nhiên là đang nói tiểu tử ngươi cũng có lúc rơi vào trong tay ta tiểu thiến tên súc sinh này chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ngươi không có nhìn thấy sao gan lớn đến giết người long nha vệ còn dám ở long nha vệ nghênh ngang thượng quan đại tổng quản của chúng ta ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái chật 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 thượng quan dực ngươi ngược lại là nói cho ta biết chiêu bài long nha vệ này lúc nào trở nên kém như vậy thiết trưởng lão này vừa hiện thân là đánh võ mồm nói thượng quan dực không chịu được coi như thượng quan dực là bồ tát đất cũng có vài phần tính tình sắc mặt phát lệnh nói thiết trưởng lão sự tình long nha vệ ta có long nha vệ ta làm chủ nếu như ta nhớ không lầm, cao tầng bảo thụ tông, còn không có tư cách tham gia nội vụ của Long Nha Vệ A. Thiết trưởng lão cười ngạo nghễ, thượng quan dực, ngươi chớ cùng ta kéo những thứ không có tác dụng này. Luật vô kỵ là cháu ngoại trai của nữ nhân ta, ngươi làm đại tổng quản không bảo hộ hắn được, đó chính là ngươi vô năng. Hiện tại, hung thủ ở trước mặt ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, bắt hung thủ, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Cái này rõ ràng là uy hiếp. Nói gần nói xa, vênh mặt hất hàm sai khiến, không có nửa phần tôn trọng, cũng không đem thân phận của thượng quan dực để vào mắt. Tiểu thiến mặt đen lên nói, thiết ca, rong dài cùng loại phế vật này làm gì? Ngươi là trưởng lão của bảo thụ tông, nhận đuổi một tổng quản long nha vệ, còn không phải dễ dàng. Thượng quan dực này vô năng, không bằng phế hắn đi. Dù sao hắn ở trên đầu ca ca ta dương chiêu, ta một mực rất khó chịu. Long, nha vệ làm thế lực đệ nhất thiên quế vương quốc, là không thể giao trong tay người nhu nhược như vậy. Thiết trưởng lão cười hắc hắc nói, tiểu thiến, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thượng quan dực sắp tức điên rồi. Hắn bái kiến hung hăng càn quấy, nhưng hai người thiết trưởng lão kiêu ngạo như vậy, thật đúng là lần đầu. Dầu gì cũng là long nha vệ đại tổng quản, luận tu vi võ đạo, hắn một chút cũng không thua thiết trưởng lão, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Thế nhưng mà, đôi điểu nam nữ này, vậy mà không kiêng để gì cả, công nhiên vẽ mặt, mở miệng một tiếng phế vật vô năng, hoàn toàn không có để hắn vào mắt thiết trưởng lão, ta không biết ngươi là nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt. Vị trí đại tổng quản của ta là quốc quân bệ hạ khâm điểm. Người lãnh đạo trực tiếp của ta cũng chỉ có quốc quân. Ta ngược lại chưa nghe nói qua, lúc nào trưởng lão bảo thụ tông, có thể tùy tiện khoa tay múa chân với sự tình vương quốc thế tục. Kỳ thật mới đầu, thượng quan dực còn có ý bảo hộ dương chiêu, một lòng nghĩ làm sao dẹp loạn thiết trưởng lão phẫn nộ. Ai nghĩ đến, hắn một mảnh hảo tâm, hoàn toàn không có đổi lấy đối phương lý giải mà chuyển biến thành nhục nhã, chèn ép, công nhiên vẽ mặt. Điệu bộ này, rõ ràng là muốn đoạt quyền của thượng quan dực hắn, lấy vị trí của hắn, nâng dương chiêu thượng vị. Thượng quan dực cả đời đấu đá, phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ. Tư duy của người trong tông môn, căn bản bất đồng bọn họ, hoàn toàn không cân nhắc cái gì cân đối, cái gì thế cục. Dựa vào tông môn, cầm cờ hiệu tông môn, đơn giản thô bạo, đi thẳng vào vấn đề, căn bản không cùng hắn hư giả khách sáo, sắc mặt thiết trưởng lão trầm xuống thượng quan dực ngươi cũng đừng lấy quốc quân gì hù ta vương quốc thế tục vương thất thay đổi cũng không quá đáng là một câu của tông môn ngươi cầm quốc quân đến dọa ta ta ngược lại muốn biết coi như là đương triều quốc quân hắn có can đảm uy hiếp bổn tọa sao dương tiểu thiến lên tiếng nói tất cả mọi người long nha vệ nghe kỹ thượng quan dực vô năng khiến đô thống long nha vệ bị người giết chết hôm nay địch nhân giết đến tận cửa thượng quan dực ngay cả cái rắm cũng không dám phóng người như vậy nào có tư cách làm lão đại của các ngươi hiện tại thiết trưởng lão bảo thụ tông toàn quyền quản lý long nha vệ tất cả mọi người chờ nghe theo thiết trưởng lão an bài chém giết tiểu tặc giang trần rửa sạch hổ thẹn dương quyền uy của long nha vệ thiết trưởng lão thét dài một tiếng tiếp lời nói bổn tọa chính là trưởng lão bảo thụ tông dùng danh tiếng trưởng lão tông môn tạm thời tiếp quản long nha vệ bổ nhiệm dương chiêu làm tổng quản sắc mặt thượng quan dực đại biến hắn biết rõ người tông môn ngang ngược lại không nghĩ rằng ngang ngược đến tình trạng này vậy mà trực tiếp gọt trước hắn, tiếp quản Long Nha Vệ, Thiết trưởng lão, ngươi lạm dụng chức quyền, không khỏi vi phạm quá nhiều đi à e nha? Thiết trưởng lão lãnh ngạo cười cười, dù ta vi phạm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi ở trong mắt bọn hắn là Long Nha Vệ chi chủ, là lão đại, nhưng ở trong mắt cao tầng Tông môn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Thượng quan Dực, hiện tại ngươi hoặc là cút, hoặc là lập công chuộc tội chỉ cần bắt Giang Trần, ta đảm bảo, vị trí Long Nha vệ phó tổng quản, vẫn sẽ có phần của ngươi. Vẽ mặt, đây là không lưu tình vẽ. Mặt, Long Nha vệ đại tổng quản, quyền cao chức trọng, nói 102, chương 388, ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt thiết trưởng lão một Đầu, đánh mặt thiết trưởng lão một hắn vậy mà hứa một vị trí Long Nha vệ phó tổng quản. Vị trí lão đại êm đẹp, bị hắn đẩy xuống, hứa một vị trí phó tổng quản, đây không thể nghi ngờ là vẽ mặt, là ức hiếp không kiêng nể gì cả. Thượng quan Dực tu dưỡng lại tốt, cũng giận tính mặt, "Thiết trưởng lão, ngươi ngang ngược, can thiệp nội vụ Long Nha vệ ta như thế, thượng quan Dực ta, dù đánh tới chỗ tông chủ Bảo Thụ tông, cũng cùng ngươi chiến tới cùng." Nói nhảm quá đi. Thiết trưởng lão lạnh lùng cười cười, ánh mắt bắn về phía bọn người Tân Vô Đạo. "Mấy người các ngươi, còn chưa động thủ, Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, chứng kiến biến cố bực này, đều là đại hỉ." Tuy bọn hắn rất sợ thượng quan Dực, nhưng hôm nay có trưởng lão bảo thụ tông làm chỗ dựa bọn hắn sợ gì huống chi trưởng lão bảo thụ tông đã nói muốn lập dương chiêu làm đại tổng quản thượng quan dực này đã mất chức tân vô đạo thích phụng tiên mở mắt của các ngươi nhìn rõ ràng đại long nha lệnh ở đây không có hiệu lệnh của ta ai cũng không được nhúc nhích thượng quan dực cũng phát hỏa thiết trưởng lão này vạch mặt hắn cũng biết còn muốn hòa hòa khí khí đã không có khả năng dù hắn không muốn đứng bên giang trần cũng không có lựa chọn khác Tân vô đạo cùng thích phụng tiên nhìn nhau, trong nội tâm quét ngang, trong mắt hung quang đại tác, kêu lên, thượng quan tiên sinh, hiệu lệnh của trưởng lão bảo thụ tông, chúng ta không dám không nghe. Không có ý tứ, đắc tội. Tân vô đạo nói xong, liền hướng Giang Trần phóng đi. Giang Trần một mực cười lạnh không nói, nhìn xem biến cố, nhưng thời khắc lại đề phòng, thấy bọn người tân vô đạo vây lên, đại vũ cung trong tay không lưu tình chút nào, hư hư hư, mũi tên như lưu tinh, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai bắn về phía Tân Vô Đạo cùng thích phụng tiên sông ở trước nhất. Uy năng mũi tên này ẩn chứa công kích mạnh nhất của Giang Trần, càng sáp nhập tinh hoa của toái nguyệt phi đao vào bên trong. Nhìn như bình thường, nhưng sát cơ lại gợn sóng. Thiết Trưởng lão vốn cảm thấy bọn Tân Vô Đạo nhiều người như vậy muốn giết Giang Trần như giết chết một con kiến. Nhưng mà, trong lúc đó, Thiết Trưởng lão biến sắc, hét lớn, "Không tốt, mũi tên này không đúng, mau lui lại." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh chờ Thiết Trưởng lão nhắc nhở Tân vô đạo cùng thích phụng tiên đã xông tới trước, muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Mũi tên kia như lưu tinh, dùng quỹ tích kỳ quái dung nhập hư không. Sau một khắc, trước mặt hào quang đại tác, mũi tên kia đã bắn vào cổ họng của bọn hắn phốc phốc phốc. Ba mũi tên, chúng ba mục tiêu. Lực lượng cường đại, như bắn bạo tinh thần, trực tiếp bắn nát ba đầu lâu, nổ ra vô số mưa máu. Tân vô đạo cùng thích phụng tiên, đường đường tiên cảnh nhất trọng, vậy mà không hề có dấu hiệu, bị bắn nổ đầu biến cố bực này đừng nói thiết trưởng lão trước đó không ngờ tới dù là thượng quan dực tu vi càng mạnh hơn nữa cũng hoàn toàn không ngờ dùng trực giác của bọn hắn bọn hắn phát hiện giang trần cũng không quá đáng là tiên cảnh nhất trọng không đến tiên cảnh nhị trọng tu vi này cùng bọn người tân vô đạo đơn đấu ai thắng ai thua cũng không dễ nói quần ẩu bọn hắn không tin giang trần có thể kiên trì mười hiệp thế nhưng mà sự thật lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn tư thế kia của giang trần hiển nhiên không có coi bọn người tân vô đạo là đối thủ một cấp bậc mũi tên phát ra một tên một cái tựa như xiên hồ lô hoàn toàn không có áp lực kim dực kiếm điệu vỗ cánh giang trần nhanh chóng thối lui ra ngoài mấy trăm mét đại vũ cung xa xa chỉ hướng thiết trưởng lão điền thiệu cưỡi kim dực kiếm điệu phi thường phối hợp cũng lui ra phía sau đến trước mặt giang trần phanh 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 ba thi thể không đầu ẩm ẩm rơi xuống trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất ngã thành ba đoàn thịt nát, đám long nha vệ phía dưới, trong lòng mỗi cái run sợ, sắc mặt đại biến. Ba người này, bất kỳ một cái nào, đều là đại nhân vật hết sức quan trọng của Long Nha vệ. Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, càng là 10 đại đô thống của Long Nha vệ. Không nghĩ tới, một chiêu tầm đó, liền bị bắn nổ đầu sọ. Miểu sát. Dù Long Nha vệ xưa nay cường hãn, hoành hành không sợ, nhưng chứng kiến thảm trạng của Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, vẫn là không khỏi sợ nổi da gà, rốt cục ý thức được giang trần này, quả nhiên là không dễ chọc. Nếu như trước kia mọi người hiểu rõ Giang Trần, chỉ là dừng lại ở các loại tinh đồn, như vậy giờ khắc này, nhìn thấy hắn tự mình ra tay, tất cả tin đồn đều không thuyết phục bằng ba mũi tên này. Mà thượng quan Dực cũng nao nao. Hắn biết Giang Trần là thiên tài, biết Giang Trần có tài hoa, nhưng không nghĩ đến Giang Trần ở tu vi võ đạo cũng yêu nghiệt như vậy. Cho tới nay, ngoại giới đều cho rằng Giang Trần là thị sủng mà kiêu, hiểu được một ít đường ngang ngõ tắt, được lão gia tử coi trọng lại không nghĩ rằng, Giang Trần này, căn bản không phải hiểu một ít bằng môn tả đạo đơn giản như vậy. Chỉ ba mũi tên kia, thiên phú võ đạo của hắn, thượng quan dực coi như lại tự phụ, cũng không thể không thừa nhận, thượng quan dực hắn ở cái tuổi này, chỉ sợ cũng xa xa không bằng Giang Trần Giang Trần này, có thể được lão ra tử nhìn chúng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi, trước kia. Bệ hạ cùng ta, đều không để ý đến thiên phú võ đạo của Giang Trần, hoàn toàn bị những bảng môn tả đạo kia của hắn mê hoặc thiên phú võ đạo của Giang Trần này, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ 16 quốc, cũng là tồn tại nhất đẳng. Trong lúc nhất thời, thượng quan dực không giận mà vui. Thiên phú võ đạo của Giang Trần xuất chúng như thế, vậy thì càng thêm kiên định quyết tâm hắn lựa chọn thái tử Diệp Dung rồi. Thiết trưởng lão kia, trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, ngươi, ngươi lại dám ở trước mặt bổn tọa sát nhân. Thiết trưởng lão cảm thấy trên mặt nóng rát, bọn người tân vô đạo đều là hắn hạ lệnh tập sát giang trần không nghĩ tới đảo mắt đã bị giang trần miểu sát thiết ca tiểu tặc này dám ở trước mặt ngươi sát nhân hắn ngay cả trưởng lão của bảo thụ tông cũng không để vào mắt a à. dương tiểu thiến kêu lên châm ngòi thổi gió thiết trưởng lão đen mặt chậm rãi gật đầu nhìn qua thượng quan dực thượng quan dực không thể tưởng được ngươi quả nhiên là người nhu nhược những người này đều là thủ hạ của ngươi ngươi lại trơ mắt nhìn bọn hắn bị giết Xem ra, Long Nha vệ này, quả nhiên nên hào hào điều chỉnh một chút. Thượng quan dực thản nhiên nói, thiết trưởng lão, vừa rồi tân vô đạo cùng thích phụng tiên gọi ta là thượng quan tiên sinh, liền cho thấy bọn hắn đã phản bội Long Nha vệ, không còn là bộ hạ của thượng quan dực ta. Thế hệ phản bội, chết chưa hết tội. Thượng quan dực, xem ra người còn chấp mê bất ngộ, rất tốt rất tốt, người đã quyết tâm muốn bao che ngoại. Tặc, xem ra chỉ có ta tự mình động thủ rồi chương 389, ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt thiết trưởng lão hai. Đầu, đánh mặt thiết trưởng lão hai ánh mắt của thiết trưởng lão xâm lãnh, nhìn qua thượng quan dực, bổn tọa tự mình động thủ, nếu như ngươi nhúng tay, là cùng bảo thụ tông đối địch. Một khi cao tầng bảo thụ tông ta tức giận, đừng nói thượng quan dực ngươi, coi như là đương triều quốc quân, cũng đảm đương không nổi. Thượng quan dực, ngươi dám đối kháng bảo thụ tông sao? Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Dương Tiểu Thiến cũng uy hiếp. Thiết ca nhà của ta, là nhi tử của thái thượng trưởng lão, cùng tông chủ bình khởi bình tọa. Người đắc tội thiết ca nhà ta, cái kia chính là đối địch bảo thụ tông. Ta ngược lại hiếu kỳ, bảo thụ tông ngay cả vương thất cũng không dám đắc tội, ngươi là tay sai của vương thất, nơi nào đến dũng khí, dám cùng thiết ca là địch, trong nội tâm thượng quan dực chấn động. Hắn biết rõ, thiết trưởng lão nói là tình hình thực tế. Mặc dù là quốc quân bệ hạ, cũng quả quyết không có khả năng công nhiên đối địch thiết trưởng lão. Một khi thiết trưởng lão này muốn đem sự tình náo đại, liên lụy tới chỗ phụ thân của thiết trưởng lão, sự tình liền triệt để đại phát. phụ thân của thiết trưởng lão chính là một trong hai người có quyền thế nhất bảo thụ tông, là thủ tọa tứ đại thái thượng trưởng lão, địa vị gần với tông chủ bảo thụ tông tạ thiên thụ, thân là cự đầu thứ hai của bảo thụ tông, đừng nói giận dữ, coi như là tùy tiện dậm chân một cái cũng đủ để thiên quế vương quốc chấn ba lần. nhân vật như vậy, đừng nói thượng quan dực hắn không thể chiêu vào, vương thất cũng không thể chiêu vào sắc mặt thượng quan dực khó coi, nhìn Giang Trần một cái, trong nội tâm thở dài. Giang Trần này, thiên phú tài tình, không ai không xuất chúng. Nếu không bị thiết trưởng lão này nhìn chằm chằm, không đắc tội dương chiêu nhất tộc, ngày khác nhất định có thể một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc, tính tình thiên tài, quá mức ngay thẳng, không hiểu ẩn nhẫn, cuối cùng thu họa sát thân. Giờ khắc này, thượng quan dực có lòng yêu tài, nhưng cân nhắc nặng nhẹ cũng biết, nếu như hắn đứng ra bảo hộ Giang Trần, chẳng khác nào triệt để đứng ở mặt đối lập với thiết trưởng lão nếu như chỉ là thiết trưởng lão hắn tự tin còn gánh vác được nhưng phụ thân sau lưng thiết trưởng lão kia đừng nói thượng quan dực hắn dù toàn bộ thiên quế vương quốc cũng gánh không được người ta giận dữ giang trần không phải bổn tọa không muốn ra sức mà là thời sự bắt buộc trong nội tâm thượng quan dực than nhẹ nhưng lại đối với giang trần nói giang trần tự giải quyết cho tốt a à. nói xong mặt thượng quan dực đen lên thúc giục tọa kỵ lui qua một bên Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể trung lập. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn phải làm. Thiết trưởng lão thấy Thượng quan Dực chịu thua, biết Thượng quan Dực vẫn còn e ngại quyền uy của Bảo thụ tông. Trong nội tâm đắc ý, cười lạnh liên tục. Coi như người thức thời, trên mặt Dương Tiểu Thiến lộ ra y đùa cợt. Thượng quan Dực vừa lui, Giang Trần cùng Thiết trưởng lão tầm đó, liền không có người nào khác. Giang Trần, không phải ngươi hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải càn rỡ sao? Thiết trưởng lão cười rộ lên, thúc dục tọa kỵ từng bước tới gần hiện tại ngươi lấy cái gì cuồng thiết trưởng lão là tiên cảnh lục trọng tu vi chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên cảnh thất trọng trở thành cường giả thiên linh cảnh tu vi này tuy ở bảo thụ tông không tính đỉnh tiêm nhưng cũng là tồn tại rất cao có phụ thân hắn ở đó các loại tài nguyên hưởng dụng vô cùng trùng kích thiên linh cảnh cái kia cũng chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi dùng tu vi tiên cảnh lục trọng của hắn muốn thu thập một người tuổi trẻ không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay trong mắt Dương Tiểu Thiến lộ ra hung quang, kêu lên: "Thiết ca, phải bắt sống súc sinh này, giết vô kỵ, không thể để cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy." Thiết trưởng lão cười hắc hắc: "Yên tâm, tiểu tử này nhiều lần chống đối ta, hắn muốn chết thống khoái cũng không có dễ dàng như vậy." Điền Thiệu ở một bên, cảm nhận được uy áp của Thiết trưởng lão từng bước tới gần, toàn thân cơ hồ nhịn không được muốn run rẩy. Đây không phải nội tâm của hắn nhu nhược sợ hãi, mà là dùng tu vi của hắn, căn bản không cách nào khiêng uy áp của địa linh cảnh đỉnh phong. Đây là kìm lòng không được. Mặc dù là Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, giờ khắc này cũng cảm thấy áp lực như núi đập vào mặt. Chỉ là Giang Trần bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh, không bị uy áp của Thiết trưởng lão khống chế chút nào. Họ Thiết sớm nghe nói vị trí trưởng lão bảo thụ tông của ngươi là dựa vào quyền thế của lão tử thượng vị, xem ra nghe đồn không uổng a, à. đường đường một trưởng lão bảo thụ tông vậy mà bất tranh khí đến lấy lớn hiếp nhỏ, ở vương quốc thế tục làm mưa làm gió khi dễ một vãn bối tuổi còn trẻ trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm mây trôi nước chảy trong thanh âm nhàn nhạt này mang theo vài phần trào phúng phẳng phất trong mây đen đầy trời bắn ra một ánh mặt trời lập tức mây đen rậm rạp thoáng cái thiêu tan lời này phẳng phất có lực phá hủy vô tận lập tức tách ra uy áp của thiết trưởng lão trừ khử vô hình thượng quan dực là cái thứ nhất lộ vẻ vui mừng nhịn không được kinh hô diệp thái phó diệp lão gia tử điền thiệu cũng tỉnh ngộ lại vui mừng quá đỗi là lão gia tử lão gia tử giá lâm thiết trưởng lão vốn hăng hái hùng hồ coi răng trần thành thịt cá trên thớt mặc hắn xoa bóp rồi lại không nghĩ rằng người ngang trời giết ra dĩ nhiên là diệp trọng lâu nếu như nói toàn bộ vương quốc thế tục có người để cho thiết trưởng lão hắn kiêng kỵ như vậy người này nhất định là diệp trọng lâu hộ quốc linh vương thần bí khó dò kia diệp trọng lâu lão gia tử dâu tóc bạc trắng tay áo bồng bềnh cưỡi phượng giao ngũ rực thú từ trong hư không chậm rãi đi ra. Mặc dù đối mặt trưởng lão Bảo Thụ Tông, Diệp Trọng Lâu lão gia tử cũng không có thái độ gì đặc biệt, biểu lộ như cũ là không mặn không nhạt, không thèm để ý. Thượng quan Dực, bái kiến Thái phó đại nhân. Thượng quan Dực bước lên phía trước hành lễ. Điền Thiệu bái kiến Thái phó đại nhân. Giang Trần nhìn thấy Diệp Trọng Lâu lão gia tử ngang trời giết ra, cũng mỉm cười, tiến lên phía trước nói, "Lão gia tử, tựa hồ lần này phải thiếu nợ ngươi một nhân tình rồi." "Ha ha, ngươi cái tiểu hoạt đầu này, lại nói tiếp vẫn là lão phu thiếu nhân tình của ngươi a à. bằng không thì vấn đề của phượng giao ngũ dực thú này sẽ để cho lão phu nát tâm lão gia tử cười ha ha nhìn qua giang trần biểu lộ tràn đầy thâm thúy trên thực tế lão gia tử đã sớm đến chỉ là hắn một mực không xuất hiện là muốn nhìn một chút giang trần sẽ xử lý việc này như thế nào hắn kinh ngạc phát hiện coi như là đối mặt uy áp của thiết trưởng lão giang trần như trước không có ý tứ chạy trốn coi như là lão gia tử trong lúc nhất thời, cũng đoán không ra, đến cùng giang trần này còn có chỗ dựa gì, còn có át chủ bài gì. Chương 390, thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh một, dùng tu vi của giang trần, bắn chết những tiên cảnh nhất trọng như tân vô đạo kia, cố nhiên là dễ dàng, nhìn về phía trên không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà, tu hành võ đạo, từng bậc từng bậc, cấp độ rõ ràng. Dùng tu vi của giang trần, muốn đối kháng thiết trưởng lão địa linh cảnh đỉnh phong, tiên cảnh lục trọng, cái kia căn bản không có bất luận phần thắng gì. Dù có đại vũ cung, cũng không cách nào uy hiếp được cường giả địa linh cảnh đỉnh phong. Đây là bản chất tranh lệch, không cách nào dùng phương thức mưu lợi gì đến bổ khuyết. Coi như thiên phú võ đạo của ngươi lại cao, vũ kỹ huyền ảo cường thịnh trở lại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối tranh lệch, cái kia đều là phù du. Vượt cấp khiêu chiến, không phải không có, cũng không phải là không thể được. Nhưng vượt cấp cũng có mức độ, vượt một hai cấp, có lẽ có thể, nhưng bốn năm cấp cái kia chính là nói chuyện hoang đường viển vông rồi giang trần này chẳng lẽ không biết hắn và thiết trưởng lão sai biệt căn bản không cách nào dùng phương thức mưu lợi gì đến bổ khuyết sao hay là nói giang trần này thập phần nhạy cảm đoán được diệp trọng lâu hắn sẽ xuất hiện lão gia tử rất tự tin dùng tu vi của hắn ẩn núp trong bóng tối ngay cả thiết trưởng lão cũng không phát hiện được chớ nói chi là giang trần mới tiên cảnh nhất trọng nhất định là phát hiện không được nếu như chỉ là đoán được ta sẽ đến Giang Trần tự tin, Lâm Nguy không sợ, dũng khí bực này, phách lực bực này, cũng đủ để hắn khinh thường thiên tài cùng thế hệ rồi. Lão gia tự ở trong nội tâm tán thưởng, bất kể là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, một tiên cảnh nhất trọng, đối mặt cường giả địa linh cảnh đỉnh phong, ở dưới uy áp cường đại, có thể kiên trì bản tâm, không có quay đầu bỏ chạy, cái này là kỳ tích. Thiết trưởng lão thấy Diệp Trọng Lâu chặn ngang một gạch, cùng Giang Trần cười cười nói nói, đối với hắn không nhìn, trong lúc nhất thời, một cảm giác nhục nhã chạy lên não, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng ngữ khí đạm mạc nói lão gia tử chuyện hôm nay là thù riêng của ta với giang trần hẳn là ngươi muốn ngang ngược vượt qua hay sao thù riêng diệp trọng lâu cười nhạt một tiếng luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc làm loạn vương đô giang trần giết hắn là cân nhắc vương quốc an toàn là mở rộng chính nghĩa bảo thụ tông bảo hộ thiên quế vương quốc lẽ ra nên khen ngợi giang trần nhưng lại không biết cái này tính toán là thù riêng gì hay là chuyện phát sinh ở sơn môn bảo thụ tông thiết trưởng lão còn canh cánh trong lòng, ý định mượn cơ hội trả thù, mượn cơ hội trả thù, kia hiển nhiên là có. Thiết trưởng lão nghe vậy, giận tím mặt, mở rộng chính nghĩa. Cái rắm, luật vô kỵ là cháu ngoại trai của phu nhân ta, luận quan hệ, còn phải bảo ta một tiếng dượng. Hắn bị giang trần vô duyên vô cớ giết, chẳng lẽ ta còn chẳng quan tâm. Diệp lão gia tử, ta kính trọng ngươi, không muốn gây khó dễ với ngươi. Nhưng nếu như ngươi ngay cả chuyện nhà của ta cũng muốn vượt, cái kia chính là đối địch thiết gia ta, cùng toàn bộ bảo thụ tông ta gây khó dễ đừng cầm bảo thụ tông áp ta lão tử của ngươi người khác sợ hắn nhưng ta chưa hẳn sợ lão gia tử cười nói ngươi muốn cùng ta vô nghĩa nói cái gì quan hệ thân thuộc cũng có thể giang trần này là ân nhân của lão phu lão phu rất thưởng thức hắn xem hắn như con cháu cháu ngoại trai của ngươi vi phạm pháp lệnh bị hắn giết cái kia là đáng đời nếu như ngươi già mà không kính cứ việc xông đến có bản lãnh gì lão phu tiếp lão gia tử nói không nhanh không chậm không có hung thần ác sát cũng không có hùng hổ nhưng thái độ lại minh xác nói cho thiết trưởng lão giang trần là người hắn coi trọng muốn động giang trần trước hỏi diệp trọng lâu hắn lời này vừa ra đừng nói thiết trưởng lão coi như là thượng quan dực ở một bên cũng cảm thấy giật mình hắn biết diệp lão gia tử coi trọng giang trần thưởng thức giang trần nhưng mà hắn như thế nào cũng không thể tưởng được lão gia tử lại coi trọng giang trần như thế vì giang trần vậy mà không tiếc công nhiên vạch mặt thiết trưởng lão thậm chí mở miệng cảnh cáo thiết trưởng lão càng lớn hơn là ngay cả thiết trưởng lão chuyển ra phụ thân diệp lão gia tử cũng bất vi sở động này sao chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy đây quả thực là thái độ đối đãi con ruột a à, nếu không phải xuất thân lai lịch của giang trần đều bị người nắm rõ thượng quan dực cơ hồ sẽ hoài nghi giang trần này có phải con riêng của lão gia tử hay không càng thêm giật mình chính là điền thiệu hắn tuyệt không tưởng được diệp lão gia tử cao cao tại thượng như là thần linh vậy mà sẽ vì một thiếu niên từ bên ngoài đến không tiếc đắc tội cự đầu cường đại nhất bảo thụ tông phải biết rằng đãi ngộ bực này coi như là diệp dung thái tử cũng không hưởng thụ đến trong lúc nhất thời toàn bộ tổng bộ long nha vệ đều lâm vào im lặng bọn hắn bỗng nhiên minh bạch luật vô kỵ chết xem ra là chết vô ích có diệp lão gia tử cho giang trần chỗ dựa thù này còn báo thế nào dù dương chiêu phó tổng quản thì như thế nào dù thiết trưởng lão thì như thế nào không thấy thiết trưởng lão ngay cả lão tử của mình cũng chuyển ra, như trước không có hiệu quả gì sao. Những long nhà vệ vốn có chút ý động, muốn phản bội thượng quan dực kia, giờ phút này lại có chút do dự. Dương Triều Phó Tổng Quản, thực đấu qua được Giang Trần sao, nếu như nói trước khi lão gia tử xuất hiện, những long nhà vệ này, cơ hồ không có người tin tưởng, Giang Trần sẽ đấu qua được Dương Phó Tổng Quản. Ở bọn hắn xem ra, trước mặt trưởng lão bảo thụ tông, Giang Trần lại có thể nhảy đáp, cũng chỉ là một con châu chấu, mệnh không lâu vậy. Thế nhưng mà, chuyện phát sinh sau đó lại chuyển biến 180 độ. Diệp lão gia tử, vậy mà không tiếc đắc tội thái thượng trưởng lão bảo thụ tông, tự mình giữ gìn Giang Trần, còn cường điệu, hắn xem Giang Trần như con cháu. Lời này, sức nặng đã không tầm thường rồi. Chỉ suy nghĩ sức nặng của câu nói kia, ai muốn gây khó dễ cho Giang Trần, trước phải suy nghĩ thật kỹ, mình phải chăng chịu đựng được lửa giận của Diệp lão gia tử. Coi như là Dương Chiêu phó tổng quản, cũng không có dũng khí đối địch cùng diệp lão gia tử bảo thụ tông là cường đại là quái vật khổng lồ nhưng dù sao cùng thế tục liên quan không nhiều lắm nhưng diệp lão gia tử đây chính là truyền kỳ của thiên quế vương quốc là tấm bia bất hủ nhân vật như vậy chính là thần linh của thiên quế vương quốc hộ quốc linh vương đừng nói cùng hắn đối địch chỉ là đi ngang qua cửa nhà rất nhiều người cũng phải đi đường vòng sợ xông tới lão gia tử xúc phạm cấm kỵ của lão gia tử luật vô kỵ cái ngu xuẩn này gây ai không tốt vậy mà đi gây giang trần ai, tân vô đạo cùng thích phụng tiên, cũng là não tàn a. À. Vì khoe thành tích, vậy mà công nhiên mâu thuẫn đại tổng quản, kết quả rơi vào kết cục nát đầu, đáng đời, xem ra sau việc. Này, Long Nha Vệ sẽ có một phen tẩy bài. Chống ra nhiều vị trí như vậy, chúng ta đều có cơ hội rồi. chương 391, thái độ của Diệp Lão gia tử cường ngạnh hai. Trong lúc nhất thời, trong Long Nha Vệ, tâm tính nguyên một đám cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn là người dương chiêu, giờ phút này đều không tự chủ được một lần nữa trở về bên thượng quan dực nguyên một đám đều cảm thấy may mắn may mắn mới vừa rồi không có xúc động không có đứng ra tỏ thái độ không có vội vã xung xoe bằng không mà nói chờ việc này qua đi không bị đại tổng quản tính sổ mới lạ thiết trưởng lão bị lão gia tử nói chắn trở về khuôn mặt đỏ bừng đầy ngập lửa giận rồi lại không dám phát tác nếu như thực lực cho phép dùng tính cách của hắn tuyệt đối không ngại ba quyền hai chân đánh chết diệp lão gia tử thế nhưng mà hắn không dám cũng không có thực lực này. Hắn biết rõ, lão đầu thần bí Diệp Trọng Lâu này, tên tuổi hộ quốc linh vương cũng không phải thổi ra. Coi như là phụ thân của hắn, thời điểm nói lên Diệp Trọng Lâu, cũng có chút e ngại, nói nếu như có thể không đắc tội, vậy tận lực không đắc tội. Một người ngay cả phụ thân hắn cũng kiêng kỵ, thiết trưởng lão không thấy mình có tiền vốn cùng đối phương trọi cứng. Bất quá, muốn hắn lui bước như vậy, hắn căn bản không bỏ xuống tôn nghiêm được. Lúc này, nếu như đơn giản chịu thua, uy nghiêm của hắn liền triệt để quét rác. Diệp lão gia tử, vì cái gì? Tiểu tử này, ta cũng điều tra qua, chẳng qua là một nhà quê từ Đông Phương Vương quốc đến, không có bối cảnh hiển hách, cũng không có bổn sự ngạo nhân gì, chỉ là thiên phú xuất chúng một chút, người như vậy, Thiên Quế Vương quốc chúng ta còn nhiều. Ngươi thích người như vậy, quay đầu lại ta từ Bảo Thụ Tông chọn lựa cho ngươi 10 cái 8 cái, đưa đến chỗ của ngươi. Giang Trần này, ngươi giao cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình cha ta cũng sẽ rất cảm tạ thiết trưởng lão co được giãn được gặp ngạnh không được ý định dùng nhuyễn dương tiểu thiến cũng rơi lệ khóc dòng nói lão gia tử cháu ngoại trai kia của ta dù có muôn vàn không phải cũng không thể nói đánh chết liền đánh chết giang trần này hoành hành ngang ngược như thế ngài vì hắn xuất đầu bảo hộ ác bá bực này để cho người thiên quế vương quốc nghĩ như thế nào nữ nhân này rất biết diễn xuất nước mắt nói chảy liền chảy một chút cũng rất nghiêm túc chỉ là, nàng làm ra vẻ như vậy, ở trước mặt lão gia tử, cùng tôm tép nhãi nhép không có gì khác nhau. Lão gia tử cười nhạt một tiếng, "Thiết trưởng lão, ta cũng không muốn mười cái tám cái gì, ta thưởng thức răng trần, đừng nói mười cái tám cái, coi như ngàn cái vạn cái, cũng không thay thế được. Nếu như ngươi muốn đảm, hiện tại ly khai, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chuyện này cứ như vậy thôi. Ân oán giữa bọn hắn, để cho chính bọn hắn giải quyết. Thế hệ trước các ngươi không được nhúng tay vào." lão phu cũng sẽ cam đoan không nhúng tay nếu như ngươi muốn dùng cường quyền áp bách như vậy thực xin lỗi tuy lão phu già rồi nhưng một thân xương cốt lại chưa từng bị ai đè sập qua về phần dương tiểu thiến làm bộ làm tịch lão gia tử ngay cả đáp lại cũng lời nói thiết trưởng lão thấy lão gia tử giàu muối không tiến một chút mặt mũi cũng không cho nộ khí bừng bừng diệp thái phó nói như vậy ngươi là quyết tâm che chở tiểu tử này nếu ngươi nghĩ như vậy thì cho là vậy đi ngư khí của diệp lão gia tử nhàn nhạt hảo hảo hảo, Giang Trần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay, ngươi có núi dựa lớn che chở. Nhưng ta không tin, cả đời này, ngươi đều có thể trốn ở sau chỗ. Dựa, vĩnh viễn đừng lạc đàn. Ngữ khí của thiết trưởng lão oán độc, hung dữ nói tiếp, ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc, đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không, bổn tọa tất cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lập tức, lông mi nhảy lên, nói với Diệp lão gia tử, Diệp thái phó, là ngươi nói, chúng ta không vượt, ngươi cũng không vượt, để cho chính bọn hắn giải quyết. Lời này chắc chắn chứ? Đương nhiên chắc chắn. Tốt, vậy ngươi cũng sẽ không ra tay chấn áp Dương Chiêu, đúng không? Lão Phu đối với thế tục tranh đấu, không có hứng thú. Lão gia tử thản nhiên nói. Rất tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy để cho Dương Chiêu cùng tiểu tử này đấu một trận, nhìn xem đến cùng ai chết về tay ai, nếu như lão gia tử ngươi vượt qua, bảo thụ tông ta tuyệt không đáp ứng. Lão gia tử cười cười, Đối với loại uy hiếp này, ngay cả Hứng thú đáp lại cũng không có. Ngược lại là Giang Trần, khóe miệng tràn ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Nụ cười này, rơi vào trong mắt Diệp lão gia tử, trong lòng lão gia tử không khỏi hơi động một chút. Dùng hắn hiểu rõ Giang Trần, Giang Trần lộ ra dáng tươi cười này, cái kia liền đại biểu, lại có chuyện gì xảy ra. Nhìn Thiết Trưởng lão kêu gào, khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong nội tâm Diệp lão gia tử cũng thầm than, cao tầng bảo thụ tông này có nhân vật như thiết trưởng lão, coi như là bi ai. Đường đường cao tầng tông môn, vậy mà ở vương quốc thế tục thất thố như thế. Ở trên thân một thiếu niên té nhào, thiết trưởng lão này coi như là vô tiền khoáng hậu rồi. Lại nhìn Giang Trần, từ đầu đến cuối, một mực bảo trì bộ dạng mây trôi nước chảy. So sánh với nhau, thiết trưởng lão một bó niên kỷ, quả thực là sống vô dụng. Thiết trưởng lão thấy bộ dạng Giang Trần lạnh nhạt, trong đầu tức không chỗ đánh. Giang Trần càng lạnh nhạt, ở hắn xem ra, càng là khiêu khích lớn lao. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ở trước mặt lão tử, giả trang siêu nhiên, giả trang mây trôi nước chảy cái gì. Thiết trưởng lão oán hận nhìn chằm chằm vào Giang Trần, Giang Trần, đừng tưởng rằng, tránh được hôm nay, ngươi có thể vô tư. Dương Triều cũng không phải luật vô kỵ. Dương Tiểu Thiến cũng căm hận nói, ngươi giết cháu ngoại trai của ta, nhị ca Dương Chiêu ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần, ngươi đừng rơi xuống trong tay chúng ta, nếu không, sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Trần mỉm cười, Dương chiêu. hy vọng kiếp sau hắn có cơ hội a. À. Ngươi nói cái gì? Con mắt của Thiết trưởng lão híp lại thành tuyến. Dương Tiểu Thiến cười rộ lên, hẳn là ngươi điên rồi a, à. còn muốn đối kháng nhị ca ta? Chút tu vi ấy của ngươi, muốn đối kháng cường giả địa linh cảnh, ngươi không biết là? Dương Tiểu Thiến lời còn chưa nói hết, phía dưới vèo một tiếng, phóng tới một đạo thân ảnh. Người đến, rõ ràng là Long Nha vệ phó tổng quản thứ ba Tề Thiên Nam, vẻ mặt kinh hoàng, phảng phất trời sập xuống, sắc mặt như là gặp quỷ. Vội vàng đi đến trước mặt đại tổng quản thượng quan dực, đại tổng quản, việc lớn không tốt, dương Triều phó tổng quản, hắn, hắn, sắc mặt thượng quan dực có chút phát lạnh, hắn làm sao, hắn là nghĩ dương Triều tạo phản, xúi dục đại quân Long Nha vệ. Biểu lộ kia của Tề Thiên Nam, thật giống như gặp được quỷ, hắn, hắn đã chết, chết rất thảm. Cái gì, Thiết trưởng lão cùng Dương Tiểu Thiến, sắc mặt thoáng một phát liền thay đổi. Thiết trưởng lão kích xạ mà đến, bắt lấy cổ áo của Tề Thiên Nam, biểu lộ dữ tợn, quát ầm lên, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 392, Dương Chiêu chết rồi. Tề Thiên Nam bị Thiết trưởng lão chế trụ, không thể động đậy. Dương Tiểu Thiến cũng chạy tới, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy lo lắng, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhị ca ta làm sao? Vẻ mặt Tề Thiên Nam khổ bức, chứng kiến thiết trưởng lão cùng dương tiểu thiến lộ ra hung quang hàm răng cơ hồ run lên sợ mình nói sai một câu sẽ bị thiết trưởng lão đánh chết thượng quan dực hừ một tiếng thiết trưởng lão người muốn hỏi mà nói cũng buông tề phó tổng quản ra rồi nói sau bộ dáng như vậy còn thể thống gì thiết trưởng lão ác thanh ác khí quát thượng quan dực chớ là nhài cùng lão tử nếu như dương chiêu xảy ra không hay ngươi cũng là đầu sỏ gây nên thượng quan dực thấy thằng này hoàn toàn không nói đạo lý nhẫn lâu như vậy cũng không nhịn được nữa thiết trưởng lão ngươi muốn hoành hành ngang ngược thượng quan dực ta không có chỗ dựa tốt như ngươi nên nhẫn ngươi đã lâu nhưng nếu ngươi muốn ngậm máu phun người vụ oan hãm hại ta không thể nói trước thượng quan dực ta cũng không phải heo chó mặc ngươi xâm lược như thế nào hẳn ngươi còn muốn tạo phản phải không mắt thiết trưởng lão lộ ra tinh quang thượng quan dực không sợ chút nào thiết trưởng lão mọi thứ đều có mức độ không nên ép người quá đáng thiết trưởng lão đang muốn phát tác, nhưng Dương Tiểu Thiến lại nhìn nhìn Diệp Trọng Lâu, ý bảo không nên vọng động. Thiết ca, người buông ra trước, hỏi rõ ràng nói sau. Thiết trưởng lão hừ một tiếng, buông Tề thiên nam ra, quát, đến cùng xảy ra chuyện gì, người nói tỉ mỉ ra, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sắc mặt tề thiên nam sám quét, ấp a à ấp úng nói, là như thế này. Sáng nay Dương Triều Phó Tổng Quản đi vào Tổng Bộ Long Nha Vệ, triệu tập một ít đô thống nói chuyện. Về sau, những đô thống này đều đi ra, dương phó tổng quản ở lại trong mật thất nói là muốn yên lặng một chút nghĩ một ít sự tình về sau phía trên gây ra động tĩnh lớn như vậy tân vô đạo cùng thích phụng tiền bị giết có mấy thủ hạ vội vã đi bẩm báo nhưng mà gọi như thế nào cũng không thấy dương phó tổng quản mở cửa về sau có một phó đô thống cả gan đẩy cửa ra lại phát hiện phát hiện cái gì thanh âm của dương tiểu thiến có chút luống cuống phát hiện dương tổng quản nằm trong vũng máu toàn thân giống như bị cái gì đó gọng qua hoàn toàn thay đổi ngoại trừ đầu lâu địa phương khác cơ hồ đều bị gặm thành khung xương chỉ có đầu và quần áo còn có một chút tín vật mới có thể phân biệt ra làm sao có thể biểu lộ của dương tiểu thiến đại biến hai tay che lỗ tai khàn giọng kêu lên điều đó không có khả năng nhị ca ta giàu gì cũng là cường giả địa linh cảnh làm sao có thể chết ở thiên quế vương quốc có mấy người giết được hắn nhất định là ngươi nhìn lầm rồi thiết trưởng lão cũng lắc đầu liên tục đúng nhất định là nhìn lầm rồi Tiểu Thiến, đi, chúng ta tự mình xuống dưới nhìn xem. Quay đầu lại oán hận liếc nhìn Giang Trần, Giang Trần, nếu như chuyện này là ngươi gây nên, ngươi chính là cửu nhân của thiết gia ta, thù này bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đối với thiết trưởng lão uy hiếp, lại thờ ơ, dù không có sự tình dương chiêu, thiết trưởng lão này cũng đã sớm hận hắn thấu xương rồi. Thượng quan dực đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời, cũng không biết là vui hay buồn. Tổng thể mà nói, Dương Chiêu chết, đảng đồ của hắn tự nhiên cũng làm chim thú tán. Từ nay về sau chia rẽ, thế lực lớn trong Long Nha Vệ, liền triệt để tan rã. Đối với đại tổng quản thượng quan dực mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chẳng khác gì là không uổng phí một binh một tốt của hắn, liền diệt trừ Dương Chiêu. Đây là mặt tốt. Có một mặt tốt, thì có một mặt xấu. Nhìn biểu lộ của thiết trưởng lão, hắn đã biết rõ, nếu như Dương Chiêu thật chết rồi, như vậy tiếp đến, dùng tính tình của thiết trưởng lão, Tất sẽ giận lây sang hắn. Từ nay về sau, thượng quan dực hắn, chẳng khác nào nhiều hơn một cừu địch. Mà thôi, muốn vạn ngã dương chiêu, mặc kệ ta hành động như thế nào, thiết trưởng lão kia tất cũng giận lây sang ta. Ta không thẹn với lương tâm, dù thiết gia hắn một tay che trời, cũng quyết không có khả năng vô duyên vô cớ chèn ép ta. Hơn nữa, bảo thụ tông, cuối cùng không phải thiên hạ của thiết gia hắn. Lão tề, chúng ta cũng đi xuống xe một chút. Thượng quan dực gọi tề thiên nam, hiện tại dương chiêu chết rồi trong long nha vệ sẽ tẩy bài, tề thiên nam phó tổng quản này, còn phải lôi kéo thoáng một phát. Tề thiên nam cũng cảm kích liếc nhìn thượng quan dực, vừa rồi thiết trưởng lão bắt lấy hắn, hắn thật sự có chút sợ hãi, sợ thiết trưởng lão dưới sự giận giữ chụp chết hắn. Cũng may, đại tổng quản giải vây cho hắn. Thượng quan dực ôm quyền với diệp trọng lâu, lão gia tử, hôm nay để cho lão nhân ra ngày chế diễu, quay đầu lại sẽ hướng ngài bồi tội. Diệp Trọng Lâu cười nhạt nói, thượng quan, ngươi là Long Nha vệ đại tổng quản, là thiên quế vương quốc giao quyền cho ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình, có đảm đương của Long nha vệ đại tổng quản thì cần gì phải lo trước lo sau. Trước sợ lang, sau sợ hổ, ngươi càng kiêng kỵ nhiều, càng muốn cân bằng, muốn ai cũng không đắc tội, đến cuối cùng, chỉ biết hai đầu không định nọt, ai cũng sẽ đắc tội." Thượng quan rực sững sờ, lời nói này của lão gia tử hiển nhiên không phải tùy tiện nói, rất rõ ràng là có hàm ý, là chỉ điểm hắn, gõ hắn hồi tưởng thái độ lúc trước của hắn không phải là muốn nịnh nọt hai bên thành người ba phải sao thế nhưng mà chuyện này cũng không có dễ như vậy hiện tại giang trần chưa hẳn cảm thấy thượng quan dực hắn tốt bên thiết trưởng lão kia cũng đã triệt để đắc tội miệng đầy đắng chát than nhẹ một tiếng vui lòng phục tùng nói đa tạ lão gia tử chỉ điểm trước kia là ta suy nghĩ nhiều lại ôm quyền với giang trần giang trần tuy mới vừa rồi ta không ra tay bảo hộ ngươi nhưng đối với thiên phú tài hoa của ngươi như trước hết sức coi trọng có lão gia tử chỉ điểm ngươi, ta không có tư cách gì chỉ điểm. Chỉ hy vọng ngươi hết thảy cẩn thận. Giang Trần thật không có trách thượng quan dực, thượng quan dực với tư cách Long Nha vệ đại tổng quản, cùng Giang Trần hắn không thân chẳng quen, từ quan hệ thân sơ, thiên hướng dương chiêu, kiêng kỵ thiết trưởng lão, cũng là nhân chi thường tình. Mỉm cười, Giang Trần cũng ôm quyền, đại tổng quản, lời nói này của lão gia tử, khiến người tỉnh ngộ. Ta ngược lại cảm thấy, rất đáng giá đại tổng quản cân nhắc. Hổ thẹn hổ thẹn, thượng quan dực lại nhìn điền thiệu điền thiệu ngươi không tệ thật sự không tệ ít nhất ở đảm đương cùng phách lực để cho đại tổng quản ta cũng có chút xấu hổ điền thiệu sợ hãi vội nói đại tổng quản quyền cao chức trọng nhất cử nhất động liên lụy quá nhiều điền thiệu ta một đô thống nho nhỏ cũng là không có lựa chọn khác hoàn toàn chính xác thượng quan dực bất đồng điền thiệu chương 393, phải cùng giang trần chữa trị quan hệ một điền thiệu có thể cờ xí rõ nét đứng bên giang trần bởi vì hắn là tâm phúc của Diệp Dung Thái tử, cùng Giang Trần là trên một cái thuyền. Nếu như Dương Chiêu đắc thế, Điền Thiệu sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn lựa chọn như vậy là vì không có lựa chọn khác. Thượng Quan Dực bất đồng, hắn là đại tổng quản, phải cân nhắc đại cục. Bất quá, giờ phút này Thượng Quan Dực cũng có chút hối hận, cảm giác bởi vì mình cân nhắc quá nhiều, khiến hắn đắc tội cả hai bên. Chờ bọn người Thượng Quan Dực xuống dưới, Diệp lão gia tử mới cười ha ha nói, "Giang Trần, ngươi tiểu tử này" hiện tại lão phu càng ngày càng cảm thấy có chút nhìn không thấu ngươi rồi không thể không nói trực giác của lão gia tử rất mạnh vừa rồi hắn nhìn thấy giang trần lộ ra mỉm cười liền suy đoán ra còn có việc sẽ phát sinh chỉ là hắn thật không ngờ chuyện này sẽ lớn như vậy dương chiêu vậy mà vô thanh vô tức chết rồi chết không minh bạch hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu ngay cả chết như thế nào chết lúc nào cũng không có người biết được quan trọng nhất là ai cũng có thể hoài nghi giang trần nhưng ai cũng không có khả năng lấy ra chứng cớ chỉ hướng giang trần bởi vì ở trong khoảng thời gian dương chiêu chết này giang trần một mực ở trên không tổng bộ long nha vệ nhiều ánh mắt nhìn hắn như vậy giang trần hắn cường thịnh trở lại cũng không có phương pháp phân thân hơn nữa dùng tu vi của giang trần ai cũng không tin hắn có thể giết được địa linh cảnh dương chiêu thế nhưng mà nếu như không phải giang trần dương chiêu này lại chết như thế nào nghi vấn trùng trùng điệp điệp bất quá diệp lão gia tử hiển nhiên không phải loại người đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn thấy giang trần mây trôi nước chảy trong nội tâm lão gia tử so với ai khác còn tinh tường bí mật trên người giang trần này không như hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy người còn trẻ như vậy mặc dù là lão gia tử cũng khó tránh khỏi sinh ra hiếu kỳ nồng đậm người trẻ tuổi này một lần một lần không ngừng trùng kích lấy lão gia tử lão gia tử duyệt vô số người cũng chứng kiến qua vô số cái gọi là thiên tài nhưng mà muốn nói một thiên tài nào đó có thể làm cho lão gia tử nhìn không thấu cái kia chỉ có một là giang trần tổng bộ long nha vệ trong mật thất của dương chiêu hiện trường vô cùng thê thảm làm cho dương tiểu thiến tê tâm liệt phế nghiến chặt hàm răng điên cuồng kêu lên giang trần giang trần lão nương muốn chu cửu tộc của ngươi thiết ca ngươi phải làm chủ cho ta thiết ca ta chỉ có một ca ca một cháu ngoại trai như vậy ca ca ta hắn tốt xấu gì cũng là long nha vệ phó tổng quản là anh vợ của ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hắn chết như vậy? Sắc mặt Thiết trưởng lão tái nhợt, trải qua các loại nghiệm chứng, đã có thể xác định, cái này là thi cốt của Dương Chiêu, chết phi thường thảm thiết. Tiểu Thiến, xúc sinh giang Trần kia phải chết, bất quá ngươi xem vết thương này, không giống như là người bình thường có thể chế tạo ra. Đây quả thực là bị quái vật gì đó gặm. Hơn nữa, còn không chỉ một quái vật, Dương Tiểu Thiến hoa dung thất sắc, thiết ca, quái vật gì đáng sợ như vậy? ngay cả cường giả địa linh cảnh cũng không có lực phản kích biểu lộ của thiết trưởng lão ngưng trọng lắc đầu trên mặt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ tiểu thiến chúng ta phải về tông môn trước thiên quế vương quốc này con mẹ nó quá tà môn thiết trưởng lão chỉ cảm thấy lạnh cả người trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh tu vi của hắn là tiên cảnh lục trọng so với dương chiêu là tiên cảnh tứ trọng mạnh hơn không chỉ một bậc nhưng mà tiên cảnh lục trọng cuối cùng cũng chỉ là địa linh cảnh dương chiêu là địa linh cảnh chết thảm như vậy tuy thiết trưởng lão hắn là địa linh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc sẽ an toàn trăm phần trăm tuy thiết trưởng lão cao ngạo coi trời bằng vung nhưng này đều là thành lập trên cơ sở hắn có một phụ thân cường đại mà trước mắt hắn ly khai sơn môn phụ thân của hắn muốn bảo hộ hắn cũng là ngoài tầm tay với nếu quả thật có quái vật gì ở chung quanh đối với tánh mạng của hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại uy hiếp thiết trưởng lão cao ngạo quy cao ngạo nhưng đối với cái mạng nhỏ của mình vẫn là nhìn rất nặng thiết ca cứ như vậy trở về nhị ca ta không minh bạch chết đi như vậy dương tiểu thiến lê hoa đái vũ nước mắt lan tràn mang thi thể hắn về để cho cha ta nhìn xem thiết trưởng lão nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra manh mối tìm một cái cớ cũng là muốn mau chóng trở lại tông môn lúc này thượng quan dực cũng mang theo số lớn nhân mã đi vào mật thất nhìn thấy thượng quan dực dương tiểu thiến tức không chỗ đánh nàng một bụng phiền muộn cuối cùng đã tìm được đối tượng phát tiết, nhảy dựng lên, khàn cả giọng giống to. Thượng quan dực, cái này là chuyện tốt của ngươi, ca ca ta chết rồi, hiện tại ngươi cao hứng A. Không có người uy hiếp địa vị của ngươi đúng không? Ngươi có thể vô tư đúng không? Dương Tiểu Thiến giống như điên bà, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ca ca ta sẽ không chết vô ích, nếu như cha ra việc này có quan hệ với ngươi, ngươi liền đợi chôn cùng đi. Sắc mặt thượng quan dực phát lạnh, Dương Tiểu Thư, ngươi mất huynh trưởng, tâm tình bi thống ta có thể hiểu được, bất quá ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện vậy thì miễn đi nếu thượng quan dực ta thật muốn dương chiêu chết cần phiền toái như vậy những chứng cứ phạm tội kia cũng đủ để vạn ngã hắn rồi trước kia ta cùng bệ hạ thương lượng nhiều như vậy bưng kín rất nhiều chứng cớ là ý định cho dương chiêu một cơ hội ta có thể minh xác nói cho ngươi biết dương chiêu chết cùng long nha vệ không có bất cứ quan hệ nào đừng ở chỗ này mèo khóc chuột trang người tốt dương tiểu thiến hoàn toàn không thể nói lý nếu như ngươi thật sự tốt như vậy, vì sao vừa rồi không bắt Giang Trần? Giang Trần là người của Thái Tử, cũng là người của Diệp Thái Phó, người nói bắt liền bắt. Hơn nữa, bệ hạ là muốn cân đối, mà không phải thiên hướng bên nào. Thiết trưởng lão giận tím mặt, thượng quan dực, đừng cầm chuyện ma quỷ kia đến hù ta. Ta cho người biết, chuyện ngày hôm nay, vẫn chưa xong đâu. Thượng quan dực thấy đôi gian phu dâm phụ này hoàn toàn không có đạo lý, trong nội tâm cũng không ôm hy vọng hòa giải gì, cười nhạt một tiếng, thượng quan dực ta không thẹn với lương tâm, các ngươi muốn nghĩ như thế nào, vậy thì tùy. Được Diệp Trọng Lâu lão gia tử chỉ điểm, thượng quan dực cũng hiểu rõ rồi. Hắn biết rõ, muốn nịnh nọt hai đầu, có lẽ cuối cùng sẽ đắc tội cả hai. Bên thiết trưởng lão đã hoàn toàn không giảng đạo lý, trong nội tâm thượng quan dực tự nhiên thiên bình bên giang trần kia. Thiết trưởng lão cười lạnh, cuốn lấy thi thể của Dương Chiêu, ánh mắt lạnh lùng quét qua thượng quan dực. Thượng quan dực, hy vọng vị trí đại tổng quản của ngươi, còn có thể ngồi lâu. Thượng quan Dực thản nhiên nói, vị trí đại tổng quản là Quốc quân bệ hạ khâm điểm. Nếu như Quốc quân bệ hạ cảm thấy ta không thích hợp ngồi ở vị trí này, ta làm thần tử, từ chức lại có làm sao? Chương 394, phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ hai. Ngụ ý là, dù cho ta không ngồi ở vị trí này, đó cũng là Quốc quân bãi miễn ta, không tới phiên ngươi vượt quyền nhúng tay. Thiết trưởng lão thấy thái độ của Thượng quan Dực rõ ràng không nhuyễn, trong lòng càng giận dữ bất quá giờ phút này hắn không có tâm tình dừng lại tức giận mà đi trong nội tâm cũng xếp thượng quan dực vào danh sách đen đợi đến lúc thiết trưởng lão ly khai sắc mặt thượng quan dực trầm xuống triệu tập tất cả đô thống cùng phó đô thống ta có chuyện trọng yếu cần nói toàn thân tề thiên nam phát lạnh nhìn qua bộ dạng thượng quan dực giống như băng xương biết rõ lần này đại tổng quản là thật sự tức giận là muốn hạ quyết tâm tẩy bài trước kia tân vô đạo cùng thích phụng tiên vậy mà công khai cải lời thượng quan dực cái này để cho thượng quan dực ý thức được, nguyên lai đại tổng quản hắn, thực sự không phải là trí cao vô thượng tuyệt đối. Hai đô thống, vậy mà công nhiên cải lời hắn dù có trưởng lão bảo thụ tông cản trở, nhưng ở thượng quan dực xem ra, là không thể dễ dàng tha thứ. Long nha vệ là long nha vệ, mặc kệ vị trí nào, nguyên nhân gì, phục tùng đại tổng quản chỉ huy, đây là thiên chức của bọn hắn. Một khi mất đi thiên chức này, vậy thì không xứng làm long nha vệ quả nhiên, chờ tất cả mọi người đến đủ. Thượng quan Dực hoàn toàn vứt bỏ thái độ hòa hòa khí khí trước kia, dùng thủ đoạn lôi đình, triệt để thanh trừ tất cả thế lực của Dương Chiêu, đem người Dương Chiêu bổ nhiệm, quăng ra toàn bộ. Trên tới đô thống, phó đô thống, dưới đến đại đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí tiểu đội trưởng, phàm là cùng Dương Chiêu trên một đường thẳng, toàn bộ vô điều kiện bắt xuống. Phó tổng quản Chu Khuê, tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Tề Thiên Nam thông qua chuyện vừa rồi, biết rõ tầm quan trọng đứng ở bên người đại tổng quản, tự nhiên cũng ủng hộ ở trong bốn đại tổng quản, Dương Chiêu đã chết. Hai phó tổng quản, toàn bộ ủng hộ thượng quan dực, hết thảy tự nhiên là lôi lệ phong hành, không có gặp được bất luận lực cản gì. Đại tổng quản, Dương Chiêu làm hại Long Nha Vệ, làm cho Long Nha Vệ ta nguyên khí đại thương, thanh danh bị hao tổn. Sau này đại tổng quản nên tăng cường khống chế, chế tạo Long Nha Vệ bền chắc như thép. Chu Khuê đề nghị, thượng quan dực gật gật đầu, lão Chu, trước kia, ta quá tín nhiệm Dương Chiêu, đích thật là ta sơ suất sau này ngươi và lão tề phải giúp ta nhìn chằm chằm một chút loại người như tân vô đạo cùng thích phụng tiên dù có tài hoa cũng không thể kéo vào long nha vệ loại người công nhiên cải lời đại long nha lệnh này là tuyệt đối không thể thu vào long nha vệ cái kia đều là tâm phúc dương triều bồi dưỡng trong mắt bọn họ dương triều mới là thánh chỉ chu khuê đối với dương triều là rất thống hận tề thiên nam cũng nói chỉ cần long nha vệ ta cao thấp một lòng thì không có cửa ải khó nào vượt qua không được lão tề hôm nay ngươi chịu ủy khuất." Thượng quan rực thở dài, trong nội tâm Tề Thiên Nam cảm động, bất kể nói thế nào, hôm nay bị Thiết Trưởng lão bắt được, thật đúng là may mắn mà có đại tổng quản giúp hắn giải vây. Tề Thiên Nam bị Thiết Trưởng lão nhục nhã, trong nội tâm đối với Thiết Trưởng lão, đối với Dương Triều cũng nhiều thêm vài phần chán ghét, bắt đầu thiên hướng đại tổng quản. "Các ngươi yên tâm đi, thượng quan rực ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người đắn đo. Bảo thụ tông cũng không phải thiên hạ của Thiết gia bọn hắn." Lúc này, long nha vệ từ trên xuống dưới, đều có chút sĩ khí xa sút Dù sao, hôm nay thiết trưởng lão biểu hiện ngang ngược, không thể nghi ngờ là hung ác áp chế thể diện của long nha vệ. Mặc dù là đại tổng quản thượng quan dực, cũng hơi có chút mất mặt. Đại tổng quản, ta cảm thấy, chúng ta nên mượn cơ hội này, cùng giang trần chữa trị quan hệ thoáng một phát. Bỗng nhiên chu khuê phó tổng quản nói, nếu như là trước đây, hắn đưa ra lời nói này, tất sẽ bị dương chiêu phỉ nhổ. Mà giờ khắc này, hắn nói ra, thượng quan dực lại không thể không chăm chú suy nghĩ. Trước kia, Long Nha vệ cùng Giang Trần đã từng quen biết. Lần thứ nhất, luật vô kỵ giam Giang Trần đến Hắc Lao, gây ra đại họa, làm cho tứ đại đạo tràng cùng Long Nha vệ trở mặt. Lần đó, thượng quan dực đã biết Giang Trần, bất quá không có để ý nhiều. Lúc ấy hắn cảm thấy, Giang Trần chẳng qua là hiểu được một ít bằng môn tả đạo, cùng bốn đạo tràng quan hệ không tệ mà thôi. Về sau, Thái Phó Thọ Yến, nghe nói lão gia tử thưởng thức Giang Trần, hắn cũng chỉ là cười cười cảm thấy giang trần biết một ít bằng môn tả đạo có lẽ là trùng hợp lấy được niềm vui của lão gia tử nhưng mà sau đó thế giới mê cảnh giang trần đan phi cùng nhóm người diệp dung vậy mà ở trong tất cả người được đề cử thái tử trổ hết tài năng từ đó về sau thượng quan dực mới chính thức coi trọng giang trần hơn bởi vì hắn rất hiểu nội tình của diệp dung nếu như nói diệp dung có thể từ thế giới mê cảnh trong cạnh tranh tàn khốc trổ hết tài năng không có khả năng khác, nguyên nhân duy nhất là Giang Trần. Tuy ở trong thế giới mê cảnh xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, từ đó Giang Trần tiến nhập ánh mắt của hắn, trở thành trọng điểm chú ý của hắn, ngay cả quốc quân bệ hạ cũng rất muốn hiểu rõ Giang Trần. Mà chuyện lần này, Dương Chiêu cùng luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc, chủ động làm khó dễ. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Dương Chiêu cùng luật vô kỵ chết. Mà thiết trưởng lão, vậy mà cũng sám xịt ly khai, Trái lại Giang Trần, lông tóc không thiếu một cây. Các loại sự tình quy cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nếu như Giang Trần chỉ là một thiếu niên thiên tài bình thường, dũng khí của hắn từ đâu đến, trực tiếp chém giết luật vô kỵ, nếu như hắn chỉ là một thiếu niên thiên tài, hắn nơi nào đến dũng khí, đối mặt Thiết trưởng lão uy áp, lại không quay đầu bỏ chạy, nếu như hắn chỉ đơn giản như mặt ngoài, vì sao Diệp Thái phó gần đây không hỏi thế sự, sẽ tự thân xuất mã, không tiếc đắc tội phụ tử Thiết gia, công nhiên bảo vệ hắn? nếu như hắn không có chỗ đặc biệt dương chiêu chết lại giải thích thế nào chẳng lẽ thật sự như thiết trưởng lão nói có quái vật mặc dù là có quái vật vì sao chỉ đối phó dương chiêu những người khác lại hoàn hảo không tổn hao gì đủ loại nghi vấn làm cho thượng quan dực không thể không một lần nữa xem kỹ giang trần không thể không chăm chú cân nhắc những tiền căn hậu quả này chỉ có một kết luận giang trần này tuyệt không đơn giản bảo thụ tông một lão giả dáng người hơi mập nhíu mày nhìn qua thì cốt vô cùng thê thảm trên mặt đất sau nửa ngày không nói tiếng nào, lão giả này, đúng là phụ thân của Thiết Trưởng lão, Bảo thụ tông thái thượng trưởng lão Thiết Long. Phụ thân, ngài ngược lại là cho câu nói a, à, Thiết Trưởng lão nhìn phụ thân không nói lời nào, trong nội tâm có chút nóng này. Thiết Sán, người này là anh vợ ngươi, Thiết Long hỏi. Chương 395, phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 1. Đúng vậy, nếu không phải ca ca của Tiểu Thiến, ta sẽ mang thi cốt về cho ngài xem sao. Thiết Trưởng lão tên là Thiết Sán người này không phải bị người giết chết giết hắn hẳn là linh thú hơn nữa là linh thú phi thường khát máu thiết long thở dài hơn nữa ngươi xem dương chiều này bị cắn nuốt có thể nói là một chút lực phản kháng cũng không có thiên quế vương quốc lúc nào có linh thú lợi hại như vậy ai biết được thiết sán vô cùng phiền muộn phụ thân ngươi cảm thấy linh thú này rất lợi hại sao đến cùng lợi hại bao nhiêu a à? thiết long tức giận ta không có tận mắt nhìn thấy làm sao biết lợi hại bao nhiêu dương chiêu này thân là cường giả địa linh cảnh nửa điểm phản kháng cũng không có khẳng định so với dương chiêu lợi hại hơn nhiều lắm thiết sán ngươi không có việc gì không đi tu luyện lại chạy tới vương quốc thế tục là sao sự tình thế tục đối với ngươi có lực hấp dẫn lớn như vậy sao thiết sán bị phụ thân khiển trách trên mặt có chút không nhịn được đây không phải ca ca tiểu thiến gặp chuyện không may sao ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a à? người nào không biết dương chiêu là anh vợ của ta nếu như hắn có việc ta cũng không xuất đầu, đây không phải để cho người chế giễu, để cho người cảm thấy thiết sán ta là người nhu nhược, ngay cả anh vợ của mình cũng không thể bảo hộ. Ta ném mặt mũi không sao, nhưng lão nhân gia ngài là cự đầu bảo thụ tông, không thể ném mặt mũi a. À. Thiết Long hừ một tiếng, ngươi chỉ biết gây chuyện. Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi muốn động thủ, phải giải quyết dứt khoát, không nên dẫn lửa thiêu thân. Ta là muốn giải quyết dứt khoát, nhưng thiếu chút nữa bị người chém. Như thế nào? thực chất bên trong thiết long vẫn là nhân vật bao che con nghe thiết sán nói như vậy nhịn không được hỏi người nói như thế nào còn không phải lão bất tử diệp trọng lâu kia cậy già lên mặt đã liên tục hai lần cùng ta gây khó dễ phụ thân người nói lão tiểu tử đó sao giống như hòn đá trong hầm cầu vừa thối lại vừa cứng vậy lần này hắn vậy mà vì một tiểu tử thế tục trực tiếp trở mặt với ta ta chuyển ra phụ thân ngươi hắn cũng không cho còn nói tên tuổi của ngươi có thể dọa người khác, nhưng không dọa được hắn. Phụ thân, ngài nói hắn cuồng vọng ra sao? Chẳng lẽ ngài đường đường là cự đầu bảo thụ tông, còn kém một lão đầu thế tục như hắn sao? Thật sự là tức chết, ta nghĩ tới việc này, liền giận không thôi. Diệp trọng lâu, thiết long nghe được cái tên này, khẽ cho mày. Phụ thân, diệp lão đầu này, hoàn toàn không cho ngài mặt mũi A. À. Thiết long nghe được cái tên này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Dùng bối phận của hắn, sao sẽ tận lực gây khó dễ với ngươi? còn không phải là vì Giang Trần kia, một tiểu tử đến từ Đông Phương Vương quốc, cũng không biết tưới cho Diệp lão đầu thuốc mê gì, lão nhân này che chở hắn, không tiếc khiêu chiến thiết gia chúng ta. Phụ thân, hắn một lão đầu thế tục, chẳng lẽ ngay cả Bảo Thụ Tông chúng ta cũng không chế trụ nổi hắn? Thiết Sán nói gần nói xa, muốn khơi mào cảm xúc của phụ thân, dẫn phát lửa giận của phụ thân. Bất quá Thiết Long một bó niên kỷ, hiển nhiên không đến mức bị nhi tử nắm mũi dắt đi. Huống hồ, hắn cũng biết tính cách của con mình là cái gì, Ngược lại cũng không phải nói bảo thụ tông không chế trụ nổi hắn, mà là diệp trọng lâu này căn bản không có đối nghịch bảo thụ tông a. À. Thậm chí có thể nói hắn và bảo thụ tông vẫn là quan hệ hợp tác. Chỉ có điều hắn một mực không chịu gia nhập bảo thụ tông. Nếu không vị trí thủ tọa bảo thụ tông thái thượng trưởng lão này chưa hẳn đến phiên lão tử ngươi ngồi. Thiết Long nói lên diệp trọng lâu vẫn có vài phần kiêng kỵ. Phụ thân ngài cũng quá xem trọng người khác, diệt uy phong nhà mình a. À thiết sán rất không phục diệp lão đầu kiêu ngạo như vậy hắn rất hy vọng cha mình ra mặt hung hăng đánh đối phương thoáng một phát thiết sán ngươi cùng ai đấu hung ác đều có thể diệp trọng lâu có thể không đắc tội thì đừng đắc tội không phải vì phụ sợ hắn mà là căn bản không có tất yếu dựng nên một cường địch như vậy nếu như hắn thật sự thành địch nhân của chúng ta một khi hắn quăng đến bên tông chủ thiết gia chúng ta không thể nghi ngờ sẽ bị tông chủ áp đảo địa phương có người sẽ có giang hồ địa phương có giang hồ sẽ có tranh đấu bảo thụ tông này tuy là ẩn thế tông môn cũng tránh không khỏi có phe phái chi tranh thiết long đại biểu thiết gia cùng tông chủ tạ thiên thụ đại biểu tạ gia không thể nghi ngờ là hai thế lực lớn nhất bảo thụ tông thiết sán nghe phụ thân nói như vậy có chút buồn bực nói như vậy cơn tức này vẫn phải nhịn hay sao ngươi cùng diệp trọng lâu có cái gì phải tức giận dùng cấp bậc của hắn ngươi căn bản không có tất yếu gây hắn ngay cả vi phụ cũng không muốn đấu với hắn ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười sao nếu như hắn thật muốn chèn ép ngươi sẽ để cho ngươi nhẹ nhàng trở lại như vậy thiết long khiển trách nhớ kỹ đừng vờ ngớ ngẩn diệp trọng lâu ngươi không đắc tội nổi thật sự chọc giận lão nhân này hắn muốn đối phó ngươi tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ vi phụ thiết sán trợn mắt há hốc mồm không phải đâu hắn ngay cả mặt mũi của phụ thân cũng không cho nói nhảm thiết long tức giận nói lúc trước hắn ngay cả mặt mũi của tạ thiên thụ cũng không cho Tạ Thiên Thụ mời hắn vào Bảo Thụ Tông, cho bao nhiêu chỗ tốt cùng ngon ngọt, nhưng lão nhân kia cự tuyệt. Thiết Sán ngây ngẩn cả người, Diệp Trọng lâu này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Tông chủ Bảo Thụ Tông mời, hắn cũng cự tuyệt, chẳng lẽ lực hấp dẫn của vương quốc thế tục có thể càng mạnh hơn tông môn? Phụ thân, Diệp Trọng lâu này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn có lý do gì cự tuyệt Bảo Thụ Tông? Thiết Long cười khổ nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bất quá hắn không gia nhập Bảo Thụ Tông, đối với chúng ta là tin tức tốt dù sao về sau ngươi đừng đắc tội hắn vậy dương chiêu cứ chết vô ích như vậy thiết sán không phục dương chiêu chết cùng diệp trọng lâu có quan hệ gì ngươi không biết diệp trọng lâu hắn thật muốn diệt dương chiêu còn cần lén lút sao một cái tát chụp chết là được dù không quan hệ tới diệp trọng lâu nhất định cùng giang trần có quan hệ diệp trọng lâu kia bảo hộ giang trần chẳng lẽ ta ngay cả giang trần cũng không thể trêu chọc ngươi không thể dùng đầu óc sao giang trần là ở thiên quế vương quốc sớm muộn gì cũng quấn tới bảo thụ tông người muốn chèn ép giang trần thu thập giang trần còn sợ không có cơ hội nói sau giang trần cùng diệp trọng lâu không thân chẳng quen người muốn thu thập giang trần chỉ cần tìm được cớ diệp trọng lâu cũng không thể nói cái gì hắc hắc vẫn là phụ thân cao kiến a nghe nói diệp trọng lâu muốn nhận giang trần làm đồ đệ nhưng giang trần không đáp ứng người nói giang trần này có phải cùng diệp trọng lâu đồng dạng cổ quái hay không chương 396, Phụ tử thiết gia, bí mật 16 quốc 2. Cái gì? Người nói tiểu tử kia, cự tuyệt hảo ý thu đồ đệ của Diệp Trọng Lâu. Ha ha ha, Diệp Trọng Lâu cũng có hôm nay a, à. hắn cự tuyệt bảo thụ tông, không nghĩ tới, cũng có người cự tuyệt hắn. Cái này đúng là hiện thế báo, tới cũng nhanh. Thiết Long cũng nở nụ cười. Hừ, Giang Trần kia không muốn bái Diệp Trọng Lâu làm sư, nhất định là muốn vào bảo thụ tông. Chỉ cần hắn muốn vào bảo thụ tông, ta có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Thiết Long gật gật đầu, ngươi cuối cùng khai khiếu rồi. Bốn đại tông môn sắp tổ chức một lần thiên tài tuyển tú. Lần này tuyển bạt quy mô cực kỳ hùng vĩ, cấp bậc là 60 năm nhất ngộ. 60 năm nhất ngộ. Đúng vậy, lần tuyển bạt này, cấp bậc phi thường cao. Vì chính là đào móc tất cả thiên tài trong liên minh 16 nước. Thiết sán, người có tâm tư ở thế tục làm mưa làm gió, sao không đem thời gian đặt ở trên đào móc thiên tài trẻ tuổi. Đừng tưởng rằng ngươi sinh ở tông môn, dựa vào quyền thế của ta làm tới trưởng lão, liền cảm thấy mình đời này đã đủ rồi. Phụ thân, trời sập xuống, có ngài chống, chẳng lẽ dùng vị trí của ngài, còn sợ cái gì? Coi như là tông chủ, hắn cũng không làm gì được ngài a. À. Thiết Sán không cho là đúng. Thiết Long nhìn bộ dạng không cho là đúng kia của Thiết Sán, hận không thể một cái tát phiến qua. Không thể không nói, đứa con trai này để cho hắn thất vọng a, à. bất quá, dù thất vọng thế nào, đó cũng là nhi tử của Thiết Long hắn. Thiết Sán, có phải ngươi cảm thấy Ngươi ở Bảo Thụ Tông lên làm trưởng lão, thời gian qua vô cùng thoải mái. ở Vương quốc thế tục lại có thể hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió, đời này không còn có truy cầu khác hay không? Phụ thân, ta cũng đang cố gắng a, à, cố gắng. Thiết Long cười lạnh, ngươi mỗi ngày cố gắng ở trên bụng nữ nhân. Cái này, Thiết Sán phiền muộn. Phụ thân, ta không hiểu nổi, ta biểu hiện cũng không kém a, à. cũng chưa cho ngài mất mặt. Vì cái gì ngươi yêu cầu ta cái này, yêu cầu ta cái kia? Ai? thiết sán, có một số việc, vi phụ một mực không có nói cho ngươi biết, là không muốn ngươi lo lắng. Ngươi cảm thấy thiết gia chúng ta ở bảo thụ tông, quyền thế rất mạnh, không có người động được. Cái này là đúng. Thế nhưng mà, ngươi lại không biết, coi như là bảo thụ tông, cũng không phải vô tư. Thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều. Bảo thụ tông chúng ta, ở trong liên minh 16 nước, là tồn tại đỉnh tiêm. Thế nhưng mà so sánh rộng ra, cái kia cũng không quá đáng là tiểu vực vắng vẻ phụ thân, ngài nghĩ cũng quá nhiều đi à nha. Coi như là tiểu vực vắng vẻ, mấy trăm năm qua, chẳng phải ăn ăn ổn ổn ở địa phương nhỏ bé, vẫn sống tốt đấy thôi. Thiết Long thấy thần thái thiết sán chẳng hề để ý như vậy, trong nội tâm ai thán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bùn nhão vịn không lên tường, ngươi thật sự là bùn nhão vịn không lên tường. Thiết Long tức giận đến da mặt cũng tím rồi, thở phì phì nói, rất nhiều sự tình, liên quan đến cơ mật, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ngươi đã đần độn sống, ta không ngại nói cho ngươi biết. Cái gì? Gặp khẩu khí của phụ thân nghiêm túc, trong nội tâm Thiết Sán hơi động, không dám lại qua loa chủ quan. Ngươi cho rằng, lần tuyển bạt thiên tài này, vì cái gì cấp bậc cao như vậy? Vì cái gì? Thiết Sán là thật không biết. Ngươi cho rằng, vì cái gì bốn đại tông môn tranh đấu không ngớt, lần này sẽ dứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thụ ở liên minh 16 nước tuyển bạt thiên tài? Phụ thân, ngài đừng hỏi nữa, đến cùng vì cái gì? Ngài nói a. À, rất đơn giản, bởi vì liên minh 16 nước chúng ta đã bị bỏ xa, trong thế giới này, cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp, thấp đến sắp bị đồng tộc buông tha, liệt vào trình độ hoang man. Có ý tứ gì? Phụ thân, cái gì gọi là bị đồng tộc buông tha, liệt vào hoang man? Có ý tứ gì? Thiết Long lộ ra một tia cười thảm cùng Thê Lương. Vị trí lãnh thổ quốc gia của chúng ta, tên là Vạn Tượng Cương vực, Vạn Tượng Cương vực đều là địa bàn của nhân tộc. Tại Vạn Tượng Cương vực có vài chục thế lực lớn có đế quốc cường đại, có vương triều cường đại, cũng có vương quốc đồng minh nhỏ yếu giống chúng ta. Mà liên minh 16 nước chúng ta, ở trong Vạn Tượng Cương vực, xem như tồn tại yếu kém nhất. Nhưng bất kể là cường đại hay nhỏ yếu, Vạn Tượng Cương vực chúng ta đều là thế lực nhân tộc. Mà liên minh 16 nước chúng ta, tuy nhỏ yếu, nhưng một mực được Vạn Tượng Cương vực bảo hộ. Nhưng mà, nếu như liên minh 16 nước chúng ta tiếp tục suy yếu, không đạt được Vạn Tượng Cương vực yêu cầu, tự nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục, không được vạn tượng cương vực bảo hộ nữa. Bởi vậy, liên minh 16 nước chúng ta sẽ hoàn toàn bị những thế lực nhân tộc khác vứt bỏ, trở thành hoang man chi địa. Hoang man chi địa? Cái kia là có ý gì? Hoang man chi địa là nơi bị nhân loại vứt bỏ, bị loài người lưu đày. Một khi trở thành hoang man, cũng ý nghĩa, người ở chỗ này sẽ không được bất luận thế lực nhân tộc nào bảo hộ, sẽ trở thành đối tượng cho các tộc sơi tái, trở thành thịt cá trong miệng dị tộc bị vứt bỏ, không có bất kỳ bảo hộ, trở thành đối tượng cho dị tộc sơi tái, trở thành thịt cá trong miệng dị tộc. Mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng lại để cho Thiết Sán không rét mà run. Hắn từ trong giọng nói của phụ thân Thiết Long, nghe ra lo lắng rất nhiều. "Phụ thân, tình cảnh 16 nước chúng ta không có không song đến loại tình trạng này a?" À? Thiết Sán miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi. "So với ngươi nghĩ, còn muốn không xong a, à? liên minh 16 nước chúng ta" qua nhiều năm như vậy, cường giả có thể đột phá tiên cảnh trí cao, không có một cái nào, mà mấy người đột phá tiên cảnh, trở thành nguyên cảnh kia, đều là lão quái vật mấy trăm năm trước bước vào nguyên cảnh tôn giả. Toàn bộ liên minh 16 nước, tính toán đâu ra đấy, bốn đại tông môn mỗi người có một nguyên cảnh tôn giả áp trận mà thôi. Nguyên cảnh tôn giả. Đối với Thiết Sán mà nói, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cũng nghe nói Bảo Thụ Tông có một lão tổ nguyên cảnh, thế nhưng mà đến cùng lão tổ này bộ dạng dài ngắn ra sao? ở địa phương nào thiết sán lại chưa từng biết qua hắn cảm thấy cái này cách hắn quá xa căn bản không cần phải quan tâm phụ thân nguyên cảnh tôn giả cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết chẳng lẽ thế lực khác của vạn tượng cương vực cường giả nguyên cảnh nhiều hơn chúng ta thiết long cười khổ nhiều hơn đâu chỉ nhiều hơn thiết sán ngươi ở bảo thụ tông phong quang vô hạn đó là bởi vì có ta gánh thay ngươi nhưng mà cấp bậc của lão tử ngươi thực đến những đế quốc cường đại trong vạn tượng cương vực thì chỉ là cao tầng bình thường trong tông môn, ngay cả Hạch Tâm cũng không vào được. Những thế lực lớn, đại tông môn kia, cường giả nguyên cảnh đều là dùng mấy chục đến tính toán, thậm chí nhiều hơn. Chương 397, Vệ Kim Thử Vương mới nếm thử ngon ngọt. Cái gì? Thiết Sán nghe xong lời này, liền triệt để choáng váng. Toàn bộ bảo thụ tông, đừng nói nguyên cảnh tôn giả, dù là cường giả thiên linh cảnh cũng không cao hơn 10. Nguyên cảnh chỉ có một, vẫn là tồn tại trong truyền thuyết. Ngươi đừng cả kinh. Ta nói, có khả năng vẫn là bảo thủ. Đồng dạng tiên cảnh, nguyên cảnh tôn giả cũng chia tiểu nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Những nguyên cảnh tôn giả của bốn đại tông môn chúng ta, đều là nguyên cảnh nhất trọng, hoặc là nhị trọng, đều là tiểu nguyên tôn giả mà thôi. Mà những đại tông môn, thế lực lớn kia, tiểu nguyên cảnh căn bản chẳng có gì lạ. Cường giả hạch tâm, đều là thiên nguyên cảnh. Thiết sán triệt để choáng váng, bỗng nhiên tầm đó, hết thầy cảm giác về sự ưu việt của hắn, Giống như bị tước đoạt, cả người ngây ra như phỗng, ách ngồi đáy giếng, thật đúng là ách ngồi đáy giếng. Tin tức Dương Chiêu chết, Long nha vệ tẩy bài, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương đô. Trước đó, về Dương Chiêu cùng thái tử Diệp Dung tranh đấu, ân oán giữa luật vô kỵ cùng Giang Trần, ở vương đều cơ hồ là mọi người đều biết. Giới quý tộc, những vương công đại thần vương đô kia cũng đều ôm tâm tính xem náo nhiệt, nhìn thái tử cùng Long nha vệ phó tổng quản, đến cùng ai chết về tay ai vốn là tất cả mọi người không quá coi trọng thái tử diệp dung dù sao sau lưng dương chiêu chính là trưởng lão bảo thụ tông liên quan đến bảo thụ tông ngay cả thượng quan dực cũng phải nhịn dương chiêu ba phần thái tử diệp dung một thái tử mới vừa thượng vị nội tình chưa đủ căn cơ còn thấp lấy cái gì cùng dương chiêu cứng đối cứng đều nói giang trần là phó tướng của thái tử đều nói giang trần giết luật vô kỵ thế nhưng mà giới quý tộc vương đô như cũ nhìn không tốt thái tử chiếm đa số giang trần những vương công đại thần kia tán thành giang trần có chút bổn sự nhưng muốn nói một thiếu niên từ bên ngoài đến dựa vào sức một mình đối kháng dương chiêu đối kháng trưởng lão bảo thụ tông sau lưng hắn cái kia không tránh khỏi quá khoa trương nhưng mà tình thế phát triển lại để cho tất cả mọi người khó mà tin được giang trần vậy mà đơn thương độc mã giết đến tổng bộ long nha vệ cơ hồ là dùng sức một người ở trước mặt thượng quan dực cùng thiết trưởng lão giết tân vô đạo cùng thích phụng tiên sau đó ở dưới thiết trưởng lão áp bách không hề sợ hãi. Càng làm cho người giật mình là, Diệp Trọng Lâu lão gia tử gần đây không hỏi thế tục thị phi, vậy mà không tiếc đắc tội phụ tử thiết gia, công nhiên che chở Giang Trần. Khiến người ngoài ý muốn nhất là, Dương Chiêu Đường Đường là Long Nha vệ phó tổng quản, vậy mà ở trong mật thất, chết không minh bạch. Một màn tiếp một màn không ngừng phát sinh, có thể nói là ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Hoàn toàn phát triển nghịch hướng mọi người suy nghĩ. Dương Chiêu quyền nghiêng Long Nha vệ, ngay cả đại tổng quản thượng quan dực cũng phải kiêng kỵ ba phần vậy mà không minh bạch chết rồi những đảng đồ ngang ngược cản rỡ kia của hắn hoặc là bị giết hoặc bị giáng chức hoàn toàn bị quét ra khỏi cao tầng của Long Nha Vệ mà thiết trưởng lão không ai bì nổi vậy mà ở trước mặt Giang Trần không chiếm được chỗ tốt gì để bụi đất trở về bảo thụ tông giờ khắc này mọi người mới phát hiện trước kia bọn hắn đánh giá thấp Giang Trần buồn cười đến cỡ nào đương nhiên cái này cũng khó trách mọi người đánh giá thấp Giang Trần dù sao, Giang Trần đi vào thiên quế vương quốc, kỳ thật đều thu liễm phong mang, cũng không có gióng chống khua chiêng. Lần thứ nhất đấu cùng luật vô kỵ, cuối cùng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ giải quyết, cũng không có chuyển khắp vương đô. Về sau ở Thọ Yến Thái Phó, tuy Giang Trần ra danh tiếng, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hắn là vận khí tốt, hiểu được một ít bằng môn tả đạo, lấy được niềm vui của lão gia tử. Sau đó thí luyện ở thế giới mê cảnh, mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có chứng cớ, biểu hiện Giang Trần ngư bức đến cỡ nào không phải bọn hán không hoài nghi giang trần mà là với tư cách quyền quý của thiên quế vương quốc tất cả mọi người không muốn thừa nhận tận lực làng tránh điểm này dù sao giang trần là một tiểu tử từ bên ngoài đến muốn được thiên quế vương quốc tán thành nói dễ vậy sao nhưng mà cho đến ngày nay dù không nguyện ý thừa nhận thiên quế vương quốc từ trên xuống dưới không thừa nhận cũng không được giang trần quật khởi không thể không thừa nhận trước kia đánh giá thấp giang trần nếu như trước kia mọi người đối với thực lực của giang trần còn có hoài nghi như vậy ba mũi tên bắn chết bọn người tân vô đạo cùng thích phụng tiên liền để cho mọi người minh bạch thiên phú võ đạo của giang trần cực cao toàn bộ giang phủ cũng lâm vào trong vui mừng nghe điền thiệu kể cho mọi người sự tình lúc đó đám thân vệ của giang trần đều là nghe nhiệt huyết sôi trào kiêu ngạo không thôi độc sông đầm rồng hang hổ ở tổng bộ long nha vệ bắn chết cừu địch trưởng lão bảo thụ tông hùng hồ nhưng lại huyên náo đầy bụi đất ngược lại là giang trần tâm tính lạnh nhạt tân vô đạo cũng tốt Thích Phụng Tiên cũng tốt, chẳng qua là mấy tiểu nhân vật mà thôi, giết thì giết, Giang Trần căn bản không để trong lòng. Về phần Dương Chiêu, tự nhiên là thủ bút của Phệ Kim Thử Vương. Trong mật thất, Phệ Kim Thử Vương nằm trước mặt ở Giang Trần, đập bụng ở một cái. Lão Kim, lần này sướng A. Nuốt hai địa linh cảnh cường giả, ta nhìn ngươi rất là hưởng thụ A. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, nó phát hiện, từ thế giới mê cảnh đi ra, đã sơ bộ nếm đến ngon ngọt. Khỏi cần phải nói, ở trong thế giới mê cảnh, Vệ Kim thử nhất tộc nó trốn chui trốn nhủi, muốn săn giết linh thú khác, thật sự rất khó. Nhưng đến bên ngoài, hắn phát hiện, vậy mà có nhiều võ giả có thể thôn phệ như vậy. Thôn phệ võ giả tiên cảnh, đây chính là đại bổ a, nhất là sát thủ truy mệnh ám môn huyết tam, còn có Long nha vệ Dương Chiêu, thật là cho nó nhận được cơ hội đại bổ. Thấy vẻ mặt Vệ Kim thử vương cười hạ tiện, Giang Trần biết hiện tại thằng này nhất định rất thoải mái. Bất quá, thôn phệ tiên cảnh, loại cơ hội này mặc dù có, nhưng cũng không nhiều đối với huyết mạch tiến hóa tác dụng không lớn lời này lại nói đến chỗ mấu chốt trần thiếu lời này của ngươi xem như nói đúng thôn vệ cường giả tiên cảnh đối với tu vi có chỗ tốt nhưng mà đối với huyết mạch tiến hóa tác dụng thật sự không lớn tuy vệ kim thử vương rất thỏa mãn với lộc ăn gần đây nhưng mà nó thời khắc chưa quên mục đích chủ yếu đi theo răng trần gia tiến hóa huyết mạch tăng lên huyết mạch chủng tộc ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của thượng cổ vệ kim vương thử đây mới là mục đích cuối cùng khi phệ kim thử vương mang theo tộc đàn xa xứ, đi ra thế giới bên ngoài. Lão kim, tiến hóa huyết mạch, có rất nhiều phương pháp. Ngươi, nói xem. mươi 398, đột phá, tiên cảnh nhị trọng. Một, thứ nhất, đương nhiên là thức tỉnh trí nhớ truyền thừa, thông qua bí pháp truyền thừa, hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Phương pháp này là dùng tốt nhất. Nhưng mà tỉnh lại trí nhớ truyền thừa, cần cơ duyên, cũng cần kích phát, ta biết một ít pháp môn kích phát, bất quá dùng tu vi của ta, tạm thời không thể tu luyện loại pháp môn này. Cái này là linh hồn bí thuật, tu vi không tiến vào nguyên cảnh, căn bản không thể ra tay. Phệ Kim Thử Vương nhẹ gật đầu, tuy nó không hiểu bí thuật gì. Nhưng Giang Trần nói những chuyện này, vẫn có đạo lý. Tỉnh lại trí nhớ truyền thừa, đích thật là phương thức tiến hóa huyết mạch tốt nhất. Loại bí pháp thứ hai, là dựa vào linh dược nghịch thiên, cưỡng ép phạt mau tẩy tủy, xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Loại phương pháp này, đồng dạng cần cơ duyên. Linh dược có thể dùng cho tiến hóa huyết mạch, đều là thiên tài địa bảo trăm năm khó gặp. Về phần cách thứ ba, cùng loại thứ hai không sai biệt lắm. Ở thế giới tu luyện, có rất nhiều tiên thiên linh địa thần kỳ. Tiến vào trong đó, thông qua linh khí bên trong, phạt mau tẩy tủy, hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Loại linh địa này, ít càng thêm ít. Ngoài ra, còn có một ít phương pháp khác, bất quá càng thêm hiếm thấy. Nhưng tiến hóa huyết mạch, chỉ cần có một người hoàn thành, như vậy sau đó, sinh sôi này nở ra hậu đại tử tôn, huyết mạch cũng sẽ xuất hiện tiến hóa. Tuy không tinh thuần bằng bản tôn, nhưng phẩm chất huyết mạch tổng thể sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Vệ Kim Thử Vương trừng to mắt, nhìn qua Giang Trần, trên mặt tràn ngập bội phục. "Trần thiếu, ngươi, vậy mà hiểu nhiều như vậy, xem ra ngươi thật không có gạt ta." Vệ Kim Thử Vương phát hiện, mình rõ ràng có chút sùng bái Giang Trần rồi. Nói nhảm, ta lừa gạt ngươi lúc nào? Giang Trần phiền muộn nói hắc hắc chỉ cần trần thiếu không gạt ta sau này lão kim ta sẽ là tay chân của ngươi ngươi bảo ta diệt ai ta liền diệt kẻ đó giang trần cười nói đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì ngươi làm tay chân cho ta đồng thời cũng có lộc ăn a à, vệ kim thử vương cười cười làm tay chân dù sao cũng phải có chút ngon ngọt a à. đúng rồi trần thiếu ta nhìn thiên phú võ đạo của ngươi rất nghịch thiên tiến vào nguyên cảnh đó là sự tình sớm muộn đến lúc đó ngươi nên tu luyện loại linh hồn bí thuật kia thoáng một phát giúp bọn ta thức tỉnh trí nhớ truyền thừa a, đây là hứa hẹn giữa chúng ta, tự nhiên sẽ không quên. Tốt. Phệ Kim Thử Vương rất hài lòng, đồng thời nhắc nhở, "Trần Thiếu, Tinh Hoa Băng Hỏa Yêu Liên bị ngươi hấp thu, ngươi phải nhanh chóng đào móc, ta cảm thấy nếu như Băng Hỏa Yêu Liên kia bị ngươi luyện hóa, tuyệt đối là một môn thần thông nghịch thiên." Lời này của Phệ Kim Thử Vương, xem như nói đến tâm khảm của Giang Trần. Sau khi từ thế giới mê cảnh đi ra, trọng tâm Giang Trần tu luyện là ở chuyện này, Băng Hỏa Yêu Liên Mặc dù là chư thiên vị diện, đó cũng là tồn tại cực cao. Giang Trần cũng không ngờ mình có thể ở trong thế giới mê cảnh, gặp được Băng Hỏa Yêu Liên, chẳng những hắn gặp, còn hấp thu Băng Hỏa Yêu Liên. Phải biết rằng, hạch tâm chính thức của Băng Hỏa Yêu Liên là Viêm Tâm Băng Tủy. Giang Trần hấp thu Viêm Tâm Băng Tủy, có thể nói là đã nhận được tinh hoa của Băng Hỏa Yêu Liên, chẳng khác gì ở trong linh hải của mình gieo xuống một đóa Băng Hỏa Yêu Liên thuộc về hắn. Phải biết rằng, chỉ cần Băng Hỏa Yêu Liên thức tỉnh, liền có thể hóa linh một khi có thể hóa ra linh thể, nó sẽ không cần cố định đứng ở một chỗ, cũng là vận khí của Giang Trần tốt, lúc hắn gặp Băng Hỏa Yêu Liên vẫn là ấu thể, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, còn ở vào một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nếu như Băng Hỏa Yêu Liên hoàn toàn thức tỉnh, trí tuệ của nó phi thường kinh người, lực điều khiển cũng đạt đến cấp bậc khủng bố, cất bước thấp nhất là thánh phẩm linh thể. Thánh phẩm, bất kể là yêu thú, yêu linh hay là tộc quần khác, đều là tương đương với cường giả nguyên cảnh của nhân loại nếu có thể tiến hóa đến thánh phẩm so với cường giảng nguyên cảnh của nhân loại còn lợi hại hơn băng hỏa yêu liên mặc dù phóng nhãn chư thiên vị diện đó cũng là một loại linh vật lực tiến hóa cực mạnh đừng nói thánh phẩm dù là địa phẩm thiên phẩm thậm chí tuyệt phẩm ở chư thiên vị diện cũng có giang trần không thể không thừa nhận lần này vận khí tốt quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chính như vệ kim thử vương nói một khi luyện hóa băng hỏa yêu liên đối với Giang Trần hắn mà nói, tuyệt đối là một đòn sát thủ phi thường đáng sợ. Cũng là Giang Trần có đại cơ duyên, nếu như là những võ giả khác, tùy tiện đi thôn vệ viêm tâm băng tủy, tất sẽ bị viêm tâm băng tủy cắn trả, bạo thể mà vong. Linh hải của hắn thông qua ngũ long khai thiên đan miêu tả thăng hoa, linh hải trong cơ thể chú ý cân đối, ngũ hành thuộc tính hình thành cân đối. Mà võ giả đồng cấp trong liên minh 16 nước, bọn hắn căn bản không có điều kiện này. Linh hải của bọn hắn, cùng Giang Trần hoàn toàn không ở một cấp độ. Chính vì linh hải của Giang Trần cường đại, tính bao dung mạnh, cho nên băng hỏa yêu liên ẩn chứa thuộc tính băng hỏa, bị Giang Trần thôn phệ mới có thể hòa tan. Đương nhiên, quá trình hòa tan này cũng không dễ dàng. Nếu như Giang Trần không dung hợp áo nghĩa của Khô Vinh Thần Quyền, chỉ sợ cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy. Đủ loại cơ duyên, tựa hồ như ở trong tối tăm đã định. Bất kỳ một khâu nào, nếu như xuất hiện không may, Giang Trần đều có thể cùng băng hỏa yêu liên kia đồng quy vu tận. Bất quá, hòa tan băng hỏa yêu liên là một việc, muốn khai phát băng hỏa yêu liên lại là một việc khác. Phẩm chất của băng hỏa yêu liên quá cao, muốn khai phát ra kỹ năng của băng hỏa yêu liên, đối với linh lực dự trữ trong linh hải, yêu cầu phi thường cao. Không có linh lực sung túc, muốn phát huy uy lực của băng hỏa yêu liên, độ khó cực lớn. Xem ra, ta còn phải tăng cường tu luyện, tiếp tục mở linh hải, tăng tu vi cảnh giới. Dùng tu vi tiên cảnh nhất trọng hôm nay của Giang Trần, muốn lợi dụng băng hỏa yêu liên, cơ hồ không có khả năng. Hiện tại, hắn nhiều lắm là có thể đồng thời thao túng hai gốc băng hỏa yêu liên, so với băng hỏa yêu liên khi đó, tranh lệch rất lớn rất lớn. Ở trong thế giới mê cảnh, mặc dù băng hỏa yêu liên không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có thể điều khiển trên trăm sợi dây leo. Uy lực to lớn, làm cho linh thú như vệ kim thử vương cảm thấy kiêng kỵ. Đây cũng là vì cái gì vệ kim thử vương, một mực rực dây giang trần khai phát băng hỏa yêu liên. Cái uy lực kia, vệ kim thử vương cũng bội phục không thôi. Vệ kim thử vương đã đi theo giang trần, Đương nhiên hy vọng thực lực của Giang Trần càng mạnh càng tốt. Giang Trần càng mạnh, tốc độ tăng thực lực lên sẽ càng nhanh, tương lai trợ giúp chúng tiến hóa huyết mạch, hy vọng lại càng lớn. Hơn nữa, Băng Hỏa Yêu Liên có một môn thiên phú đặc biệt, chính là hấp thu linh lực của con mồi, hóa cho mình dùng. Chương 399, đột phá, tiên cảnh nhị trọng. 2. Người săn giết con mồi càng nhiều, hấp thu linh lực càng nhiều, tốc độ tu vi tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Trong mật thất, Giang Trần vận hành linh hải, một tay mặt trăng, một tay mặt trời, dẫn ra hai đạo linh lực, trực tiếp bắn xuống dưới đất. Trong lúc đó, mặt đất nhoáng một cái, có dấu hiệu buông lỏng, hai sợi dây leo yêu liên chui từ dưới đất lên. Hai sợi dây leo này cũng là cực hạn hôm nay Giang Trần có thể thao túng. Mặc dù chỉ thao túng hai sợi, nhưng bất kể là phẩm chất hay linh lực đầy đủ, đều không bằng băng hỏa yêu liên lúc trước. Dây leo không ngừng biến thô, lung la lung lay, một đóa như hỏa diễm nở rộ, một đóa như thiên sơn tuyết liên, một băng một hỏa, Hòa lẫn, lộ ra kỳ quỷ và đồ sộ. Phệ Kim Thử Vương vòng quanh Băng Hỏa Yêu Liên chuyển vài vòng, chật chật kêu lên, không tệ không tệ, Trần Thiếu quả nhiên là thiên tài võ đạo. Thật không ngờ, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ áo nghĩa của Băng Hỏa Yêu Liên, thật sự điều khiển ra Băng Hỏa Yêu Liên. Nếu không phải tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ có hạn, ta xem Băng Hỏa Yêu Liên này ở trên tay ngươi, tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến Thiên Linh cảnh. Cường giả Thiên Linh cảnh, thấp nhất cũng là tiên cảnh thất trọng. Mà Phệ Kim Thử Vương là linh thú linh phẩm cao giai, tương đương với cường giả thiên linh cảnh. Bất quá nó ở trong linh phẩm cao giai, là tồn tại đỉnh tiêm, cơ hồ có thể so sánh linh phẩm đỉnh phong. Linh phẩm đỉnh phong, tương đương với tiên cảnh đỉnh phong của nhân loại, cũng là linh vương như Diệp Trọng Lâu. Người đạt được phong hào linh vương, cơ hồ chỉ kém một bước liền tiến vào nguyên cảnh, thậm chí xưng nửa bước nguyên cảnh cũng không đủ. Đương nhiên, thực lực bản thân Vệ Kim Thử Vương chưa hẳn đạt tới cấp độ như Diệp Trọng Lâu nhưng nếu như cùng Diệp Trọng Lâu đối chiến, dù nó đánh không lại, dựa vào thần thông độn địa xuất quỷ nhập thần, mấy cái Diệp Trọng Lâu cũng chưa chắc làm gì được nó. Giang Trần lại không coi phệ kim thử vương định nọt là đúng. Dùng tu vi tiên cảnh nhất trọng hiện tại, đối kháng thiên linh cảnh, hiển nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Trừ khi, hắn có thể điều khiển ra 10 sợi dây leo yêu liên trở lên, mới có lực đánh một trận. Đương nhiên, muốn điều khiển 10 sợi, yêu cầu đối với linh lực, cũng không phải là tiên cảnh nhất trọng rồi. Tối thiểu nhất, cảnh giới phải đạt tới tiên cảnh tam trọng thậm chí đạt tới địa linh cảnh ở thế giới mê cảnh gặt hái được nhiều linh dược như vậy cũng là thời điểm nên lựa thoáng một phát lấy tinh hoa cho ta sử dụng giang trần ở thế giới mê cảnh sở dĩ hứng thú với linh dược như vậy chỉ có một nguyên nhân là thu thập linh dược luyện chế đan dược tăng thực lực lên mau chóng tăng thực lực lên đi vào thế giới này mỗi một lần gặp được sự tình giang trần đều cảm giác tầm quan trọng của thực lực giai đoạn hiện tại nếu không phải bị thực lực hạn chế Hắn xử lý rất nhiều sự tình, căn bản sẽ không ẩn nhẫn như vậy, cũng sẽ không mượn thế nhiều như vậy. Tiên cảnh nhất trọng đến tiên cảnh nhị trọng, chỉ là một quá trình lượng biến đến chất biến, là một quá trình tích lũy. Suốt 7 ngày, Giang Trần đem linh dược thu hoạch được chăm chú phân loại, lấy tinh hoa, tiến hành hấp thu, sau đó luyện hóa, dung nhập linh hải. Hấp thu, luyện hóa, rèn luyện linh hải, dung nhập linh hải, tuần hoàn như thế, liên tục 7 ngày, rốt cục Giang Trần nghênh đón đột phá. Phá tan tiên cảnh nhị trọng ở tiên cảnh lại bước ra một bước tấn chức tiên cảnh nhị trọng cả người giang trần lại tinh thần không ít rất nhiều tạp chất trong cơ thể thông qua rèn luyện linh hải cũng nhao nhao giải quyết ra hôm nay toàn bộ thân thể của hắn ở dưới linh hải miêu tả càng có xu thế hoàn mỹ không thể không nói miêu tả linh hải đối với một người là toàn phương diện giang trần hôm nay khí chất cả người cùng lúc ban đầu ở đông phương vương quốc bị đông phương lộc đánh chết đã có cách biệt một trời hoàn toàn thay đổi một người ngũ quan tựa hồ càng thêm cao ngất càng thêm tuấn lãng càng có khí khái hào hùng mà khí độ cũng tăng lên trên phạm vi lớn để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn không giống người từ địa phương nhỏ bé như đông phương vương quốc đi ra thậm chí toàn bộ thiên quế vương quốc luận khí chất cũng tìm không thấy một người có thể cùng giang trần sánh vai đương nhiên đối với những biến hóa này giang trần không để ý thế nào hắn càng để ý chính là thực lực tăng lên Đột phá đến tiên cảnh nhị trọng, Giang Trần thao túng băng hỏa yêu liên lần nữa, hắn vui mừng phát hiện mình thình lình có thể thao túng bốn gốc yêu liên. Không nghĩ tới, tu vi tăng lên một bước nhỏ, điều khiển số lượng yêu liên trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, ta thao túng so với lúc ở tiên cảnh nhất trọng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không quá tốn sức. Như thế xem ra, quả nhiên vẫn là tu vi cảnh giới quyết định hết thảy. Trong nội tâm Giang Trần cảm thán, đến tiên cảnh nhị trọng, tu vi của Giang Trần cũng tăng lên toàn bộ phương vị. Thiên Mục Thần Đồng cùng Khiên Phong Chi Nhĩ cũng đã nhận được đột phá, thành công tiến vào cảnh giới thập trọng. Bàn Thạch Chi Tâm thì thuận lợi từ đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng, còn có khả năng tiếp tục đột phá. Môn thần thông thất khiếu thông linh này, tuy gian nan, nhưng cũng lấy được đột phá, thành công tiến vào đệ tứ trọng. Mà vũ kỹ khác, như Thương Hải Nghịch Lưu Đao, Khô Vinh Thần Quyền, Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần ở trong mật thất không cách nào thao luyện, nhưng thông qua minh tưởng, cũng đã có lĩnh ngộ mới. Đợi một thời gian, ở trong thực chiến, nhất định có thể lấy được đột phá mới. Thu hoạch, có thể nói là toàn bộ phương diện. Bế quan 7 ngày, thu hoạch tràn đầy, Giang Trần mang theo vui sướng xuất quan. Thế cục ngoại giới, so với Giang Trần tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. 7 ngày trôi qua, Dương Triều rơi đài mang đến di chứng, đã chậm rãi dẹp loạn. Trong long nhà vệ, thông qua đại tẩy trừ, cũng chậm chậm trở về bình thường. Lần này, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là thái tử diệp dung theo dương chiêu rơi đài còn lại mấy quyền quý vốn còn muốn nhìn thái tử diệp dung chê cười rốt cục ở sâu trong nội tâm thừa nhận thái tử diệp dung có chút vương công đại thần càng là buông thể diện bắt đầu kết giao thái tử diệp dung ở ngoài sáng tán thành diệp dung thái tử đến tận đây vị trí thái tử của diệp dung có thể nói là ổn định thu hoạch lớn nhất không chỉ là vị trí vững chắc hiện tại ai cũng biết phó tướng của thái tử diệp dung là giang trần chỗ dựa của Giang Trần là Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Nói cách khác, chỗ dựa chính thức của thái tử là Diệp Thái phó. Quan hệ ràng buộc trong lúc vô hình, làm cho những thế lực vốn là xem thường Diệp Dung kia, không thể không thỏa hiệp, không thể không điều chỉnh sách lược, buông tha hết thảy ý niệm nhằm vào thái tử. Ngoại trừ Giang Trần, xuất quan, còn có một người khác xuất quan, là Đông Phương Câu Ngọc. Chương 400, phí lão đầu biến hóa nhanh chóng một. Nữ tử buông tha cho thân phận công chúa Đông Phương Vương quốc kia, bế quan hai tháng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục luyện hóa được ngũ long khai thiên đan đánh vỡ chân khí cảnh thành công đột phá tiên cảnh trở thành võ giả tiên cảnh chân chính sau khi đột phá khí chất cả người câu ngọc cũng phát sinh biến hóa trên mặt nàng vốn là hảo cường giờ khắc này trên khuôn mặt xinh đẹp vậy mà nhiều thêm vài phần sắc thái tỉnh táo câu ngọc bái kiến thiếu chủ thanh âm như ngọc thạch của câu ngọc vang lên ha 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 thật đáng mừng câu ngọc người rốt cục đột phá tiên cảnh thành truyền kỳ mới của đông phương nhất tộc các ngươi rồi. 22 tuổi đột phá tiên cảnh, cái này ở trong lịch sử đông phương nhất tộc, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua. Giang Trần Thủy Trung chưa từng gặp mặt đông phương lão tổ, cũng không biết hắn rốt cuộc là tiên cảnh mấy trọng. Bất quá Giang Trần không có hứng thú, hắn đối với nam nhân của đông phương nhất tộc, căn bản không có hào cảm gì. Đông phương lộc, không quả quyết, lương bạc vô tình. Đông phương lão tổ, được xưng bế quan, thời điểm gia tộc của mình lâm vào khó xử, cũng không thấy hắn ra ngoài, cho nên, Giang Trần đối với nam nhân của Đông Phương nhất tộc, nửa điểm hào cảm cũng không có. Bất quá, nữ tử của Đông Phương nhất tộc lại hoàn toàn bất đồng. Câu Ngọc hảo cường mà trọng tình, Đông Phương chỉ nhược ngây thơ thiện lương. Hôm nay, Câu Ngọc đột phá tiên cảnh, Giang Trần vì Câu Ngọc mà cảm thấy cao hứng. Câu Ngọc nghe Giang Trần khoa trương, trong nội tâm cũng hơi cao hứng. Nàng cố gắng như vậy, không tiếc buông vinh hoa của công chúa, đi theo Giang Trần, một mặt là vì truy cầu võ đạo, một phương diện khác, cũng là muốn ở trước mặt Giang Trần biểu hiện mình, đạt được Giang Trần tán thành. Tuy nàng đã biết rõ, Giang Trần cùng nàng không có khả năng có tình duyên thế tục, nhưng nam tử trong nội tâm Câu Ngọc nhận định, nàng lại không oán không hối đi theo, cho dù chỉ đạt được một câu tán thành, một câu tán dương của Giang Trần, cũng không uổng cố gắng hết thảy. Thiếu chủ, cái gì truyền kỳ của Đông Phương nhất tộc, Câu Ngọc không thèm để ý, hôm nay Câu Ngọc ta là tùy tùng của thiếu chủ. Tục duyên đã như phù vân. Giọng điệu của Câu Ngọc chăm chú sau khi đột phá thiên cảnh, tâm cảnh của nàng tăng lên rất nhiều. Làm cho nàng ý thức được, vô thượng võ đạo mới là truy cầu chính thức của câu ngọc nàng. Vì Đông Phương nhất tộc bán mạng 20 năm, kết quả được cái gì? Ngay cả lão tổ của Đông Phương nhất tộc, ở thời điểm gia tộc khó xử, cũng không có hiện thân. Nàng một nữ tử, chẳng lẽ vì cái gọi là lợi ích vương thất, vì cái gọi là vinh quang gia tộc, đi liều chết liều sống, nàng có thể làm, không thể làm, cũng đã làm qua. Hiện tại, là nên cáo biệt những trần duyên thế tục kia. Nếu như cần phải nói ở trong thế tục, nàng còn lo lắng chuyện gì, chỉ có Đông Phương Chỉ Nhược, tiểu chất nữ mà nàng từ nhỏ thương yêu kia. Giang Trần đối với tâm sự của Câu Ngọc, ngược lại là lý giải. Nhìn chung quanh một phen, thấy Tiết Đồng đã khôi phục như lúc ban đầu, còn có thân vệ khác, mỗi một cái đều tinh thần no đủ, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Đang muốn nói chuyện thì có hạ nhân báo lại, Tề Bạch Thạch tới gặp. Chứng kiến vẻ mặt Tề Bạch Thạch phiền muộn, Giang Trần biết rõ, Tề Bạch Thạch không có giải quyết mẹ vợ tương lai. Bạch Thạch, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, tựa hồ còn không có giải quyết mẹ vợ tương lai của ngươi a." À. Tề Bạch Thạch cười khổ, lão thái thái đó dầu muối không tiến, quyết tâm muốn gả nữ nhi của nàng cho một thiên tài Càn Lam Bắc cung, chú ý cái gọi là môn đăng hộ đối. Giang Trần sững sờ, môn đăng hộ đối? Có ý tứ gì? Ai, lão thái thái đó ghét bỏ ta từ Đông Phương Vương quốc đến, không xứng với Thanh Yên. Thanh Yên là khuê danh của Ninh trưởng lão. Nói như vậy, ngươi không có nói cho nàng biết, quan hệ của ta và ngươi, ta nói cho thanh yên, nói ta và ngươi là bằng hữu. bất quá, quan hệ bằng hữu, lão thái thái tựa hồ không nhận a, à. tề bạch thạch vẫn rất cẩn thận, không được giang trần gật đầu, không dám tiết lộ quan hệ thầy trò cùng giang trần. tuy lần trước giang trần để hắn đi dương oai, để hắn thỏa thích thi triển, hắn ngược lại là dập khuôn, thế nhưng mà không có giang trần tự mình cho chỗ dựa, hắn sở tác sở vi vẫn không giải quyết được cung chủ càn lam nam cung. nói như vậy không đơn thuần là vấn đề lão thái thái phản đối ngươi còn có tình địch giang trần cười nói tề bạch thạch vỗ lồng ngực tình địch ta không sợ thanh yên căn bản chướng mắt cái gọi là thiên tài càn lam bắc cung kia nàng thích là ta giang trần cũng không nghi ngờ tề bạch thạch là người thông minh miệng lại ngọt giải quyết ninh trưởng lão kia tuyệt đối không có vấn đề huống chi còn có tứ quý thường thanh đan trần thiếu hiện tại vấn đề ở chỗ lão thái thái đã công khai lên tiếng muốn ở vương đô tổ chức chọn rể công khai Thời gian định vào ngày mai. Một khi tổ chức chọn rể công khai, liền dễ dàng tạo thành cái cớ. Ta là lo lắng, nội tâm lão thái thái kia thiên hướng cản Lam Bắc Cung, ta sẽ bị động. Ngày mai, Giang Trần sững sở. Nhanh như vậy. Đúng vậy Trần Thiếu, Bạch Thạch chỉ có thể mặt dày, mời Trần Thiếu trợ trận rồi. Giang Trần cười ha ha, kiểu Bạch Thạch này xem như thủ hạ theo hắn sớm nhất, thậm chí hắn đi cản Lam Nam Cung cũng là Giang Trần an bài. Hôm nay, hắn và Càn Lam Nam cung Ninh trưởng lão sinh ra tình cảm, Giang Trần không có đạo lý không thành toàn. "Yên tâm, chuyện này ta làm chủ cho ngươi." Giang Trần vỗ vỗ bà vai Tề Bạch Thạch. "Ngươi đợi ôm mỹ nhân quy a." Giang Trần ngay cả Diệp Trọng Lâu cũng có thể định, chỉ là một cung chủ Càn Lam Nam cung, dù là lão thái thái thời Mãn Kinh có chút khó chơi, nhưng Giang Trần cũng không thấy có bao nhiêu độ khó. Sự tình hôn nhân, đơn giản chính là quyền thế địa vị, tiền tài lợi ích hơn nữa kiều bạch thạch cùng ninh trưởng lão là thật tâm yêu nhau vậy thì quá dễ xử lý tiễn bước tề bạch thạch giang phủ lại tới một người đã lâu không gặp cốc chủ thanh dương cốc phí huyền phí lão đầu phí lão đầu này từ lần trước sau khi giang trần luyện chế ngũ long khai thiên đan liền triệt để biến mất trong lúc này giang trần thông qua các loại phương thức tìm hắn lại không có liên lạc được giang trần cơ hồ hoài nghi lão đầu vô lương này lấy được đan phương tẩy trần tố tâm đan liền chơi mất tích không nghĩ tới phí lão đầu biến mất mấy tháng lại xuất hiện. lần này phí lão đầu ăn mặc trang phục chế thức, trường bào thanh hắc giao nhau, ngực theo đồ án một gốc cây. phí lão đầu, ngươi còn sống, giang trần nhìn thấy phí lão đầu, trong bụng có sợi tà hỏa bốc lên. hắc hắc, thiếu chủ bất giận, bất giận. phí lão đầu cười tí từng, vẻ mặt không có tiết tháo, đi đến trước mặt giang trần, định nọt nắn vai cho giang trần. thiếu chủ a, à, lần này lão phí ta có chút quá phận, bất quá thiếu chủ phải lý giải cho lão phí ta. a à, mấy tháng này cũng không phải ta đi chơi mà là vì tiền đồ cá nhân phấn đấu